Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Trong xã hội ngày nay, thành công của một người một phần nhờ chuyên môn, phần lớn quyết định bởi nghệ thuật hùng biện. Không ai là không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Chương 5, khen nhiều chê ít, tránh để lời nói làm hại đến thân. Lời khen chính là một biểu hiện từ nội tâm, khẳng định sự tốt đẹp của sự vật. Lời khen có thể giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn và có những mối quan hệ tốt đẹp hơn với mọi người. Ai cũng thích được khen, do đó bất kể là trong cuộc sống hay trong công việc, chúng ta nhất định phải học cách khen người khác, bởi là khen sẽ khiến bạn vui vẻ, lời khen có thể rút ngắn khoảng cách giữa người với người. Lời khen giống như nước hoa. Lời khen có thể khiến con người vui vẻ, ngôn ngữ của lời khen cũng giống như nước hoa, có thể khiến mọi người dễ dàng tiếp nhận. Sử dụng lời khen cần phải có kỹ năng. Không chỉ cần sự chân thành mà còn cần có phương pháp đúng. Điều này yêu cầu chúng ta phải nắm vững cách khen và kỹ năng khen. Một lời khen khi nói ra phải khiến người nghe vui vẻ. Khen đúng cách để tạo thiện cảm. Tố chất của con người có cao có thấp, do tuổi tác, tính cách khác nhau nên tố chất cũng khác nhau. Một lời khen độc đoán, nổi bật sẽ có hiệu quả hơn so với lời khen thông thường. Đối với người già, chúng ta có thể khen nhiều với những thành tích họ đã đạt được. Đối với người trẻ, chúng ta nên sử dụng ngữ khí mạnh để khen khả năng sáng tạo, đồng thời lấy một vài ví dụ để chứng minh cho điều đó. Đối với thương nhân, có thể khen người đó có đầu óc linh hoạt, giỏi kinh doanh. Đối với các cơ quan chức năng có địa vị, có thể khen họ chí công vô tư, sáng suốt trong mọi việc. Đối với các phần tử tri thức, nên khen họ có kiến thức sâu rộng, uyên bác. Đương nhiên, tất cả những lời khen này phải phù hợp với tình hình thực tế, không nên khen quá lời, dễ gây ra sự phản cảm. Đối với những người có trình độ văn hóa không cao hoặc trong tình huống xã hội thông thường, lời khen nên xúc tích rõ ràng, đơn giản. Còn đối với những người có trình độ cao hoặc trong các tình huống trang trọng, lời khen phải có tính trọng tâm, trau chuốt. Cũng có thể nói, khi khen ai đó phải hiểu rõ về đối tượng khen, sử dụng ngôn ngữ đúng mực, không nên khen quá để tránh gây mất cảm tình với đối phương. Lời khen đúng sẽ có thể khiến người đối diện cảm thấy thoải mái như khi tận hưởng mùi hương nước hoa dễ chịu. Khen đúng và khen thật lòng. Mặc dù ai cũng thích được khen, nhưng không phải lời khen nào cũng khiến mọi người vui. Chỉ những lời khen xuất phát từ tấm lòng đúng thực tế mới có thể gây được thiện cảm. Ngược lại, nếu lời khen không chân thành, vô căn cứ, thì người được khen sẽ đánh giá không tốt về người khen, thậm chí còn cảm thấy người khen quá lèo mép và sống không thật lòng. Một vị giám đốc nọ trong một buổi liên hoan công ty do nhảy múa quá hào hứng nên cuối cùng không thể hát thành lời nữa. Ông xua tay và nói, không được rồi, hết sức rồi. Không ngờ một nhân viên cấp dưới của ông lại nói, ngài hát hay lắm, cứ như một ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Vị giám đốc nghe thấy vậy không những không tỏ ra vui vẻ mà còn nhìn anh ta với ánh mắt rất lạ. Sau đó ông lạnh lùng đáp, tôi biết mình thế nào mà. Người nhân viên cấp dưới tỏ ra vô cùng bối rối. Do đó khi chúng ta khen người khác nhất định phải khen thật lòng, phải dùng chính tấm lòng của mình để cảm nhận ưu điểm của người đối diện và đưa ra lời khen. Nếu khen không thật lòng, lời khen nhất thời sẽ có thể khiến người đối diện vui, nhưng về lâu dài nó có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa hai bên. Lời khen chân thành không những khiến người được khen cảm thấy vui vẻ trong lòng, mà còn có thể giúp bạn thường xuyên phát hiện ra ưu điểm của người khác, luôn có thái độ tích cực, lạc quan với cuộc sống. Khen ngợi để giúp người khác tiến bộ. Thực tế, trong cuộc sống và trong công việc, người cần được khen không nhất thiết phải là những người đã sớm thành công, mà là những người luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình do chưa đạt được thành tích nào đáng kể. Bình thường họ rất ít được nghe một lời khen, nếu nhận được lời khen thật lòng, họ sẽ có được tinh thần lạc quan vững vàng. Chính vì thế, lời khen có hiệu quả chính là lời khen có tác dụng giúp cho người được khen xóa bỏ cảm giác tự ti và tiến bộ. Một đứa trẻ mồ côi đang theo học tại một trường tiểu học, do không có ai chăm sóc nên mỗi ngày cậu bé đều đến trường trong bộ dạng nhếch nhác, bài tập về nhà thì không hoàn thành đúng hạn, thành tích học tập thì kém nhất lớp. Cả giáo viên và các bạn đều nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt. Khi đứa bé học đến lớp 6 thì một cô giáo trẻ làm giáo viên chủ nhiệm ngày đầu tiên khi lên lớp, cô giáo điểm danh và gọi đến tên học sinh này. Gọi mãi nhưng cậu không thưa, cả lớp đều cho rằng cô giáo nhất định sẽ trách mắng cậu học sinh mồ côi, nhưng cô lại nói với vẻ thân thiện. Em đã rất chăm chỉ trong giờ vệ sinh quét dọn buổi sáng, điều này đáng để mọi người học tập, chúng ta hãy cùng cổ vũ bạn được không? Lời khen của cô giáo khiến cậu học sinh mồ côi rất vui, sau đó cậu đã thực sự có một sự thay đổi lớn. Cũng từ đó, cậu không chỉ chăm làm vệ sinh mà còn tự tin cố gắng học tập, nâng cao thành tích của mình. Một lời khen đã làm thay đổi cuộc đời của một con người. Lời khen không chỉ khiến người đối diện vui vẻ mà còn giúp họ củng cố sự tự tin, tạo động lực thay đổi để có được thành công.
nên đưa ra lời khen cụ thể, tránh nói chung chung sáo rỗng. Khi chúng ta khen ngợi người khác, nhất định phải nhấn mạnh vào một điểm nào đó, tránh nói chung chung, ngôn ngữ phải cụ thể, khen ngợi đối phương về những ưu điểm mà chưa ai phát hiện ra. Như vậy mới khiến người được khen cảm thấy người nói có thành ý, khen thật lòng. Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta thường nghe thấy những lời khen như thế này: anh đúng là một người tốt, chị viết bài này rất là hay. Vậy tốt ở điều gì? Hay đến mức độ nào? Tại sao lại hay? Những lời khen như vậy nghe rất sáo rỗng. Người khác sẽ cho rằng bạn khen để lấy lệ, khách sáo. Vì thế khi khen người ai đó phải chân thành, có thiện ý, khen người những ưu điểm mà họ chưa phát hiện ra. Ví dụ một cô gái xinh là thực tế đã được công nhận, bạn phải phát hiện ra cô ấy có chiếc răng khểnh đáng yêu và khen cô ấy, như vậy chắc chắn cô gái đó sẽ rất vui. Hãy cố gắng phát hiện ưu điểm của đối phương và đừng bỏ lỡ dịp dành tặng cho họ những lời khen. Làm như vậy sẽ khiến họ cảm động, bởi điều đó chứng tỏ bạn quan tâm tới đối phương, luôn theo sát và biết được thành tích của họ. Người đó cũng cảm nhận được tấm lòng, sự thân thiết và niềm tin từ bạn. Khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng được rút ngắn. Do đó khi chúng ta khen ngợi người khác, nhất định phải tránh nói những lời chung chung không rõ ý. Nên tránh việc sử dụng những lời khen như sau. 1. Công thức hóa lời khen. Những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội rất dễ mắc phải lỗi này. Bản thân không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp, khi vừa gặp mặt ai đó đã sử dụng những lời khen công thức như nghe danh đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy, làm ăn thịnh vượng. Những lời khen công thức hóa sẽ để lại ấn tượng mờ nhạt, khiến người khác cảm thấy bạn thiếu thành ý này, thậm chí còn suy nghĩ rằng bạn không đáng để kết giao. Một thanh niên tới nhà bạn của mình chơi, khi gặp anh trai của bạn, để thể hiện sự thân thiết, anh ta nói: chào anh, em rất vui được gặp anh. Nghe danh anh đã lâu nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Thật không ngờ đối phương đỏ bừng mặt. Thì ra người anh trai đó vừa bị tạm giam 15 ngày do gây rối trật tự và mới thả ra. Cậu thanh niên không hiểu chuyện đã dùng cụm từ nghe danh anh đã lâu để tỏ ý ngưỡng mộ đối phương, nhưng không ngờ lại chạm vào nỗi đau khổ đó. 2. Nói như vẹt. Một số người khi công khai khen người ai đó, bản thân không biết phải khen như thế nào, chỉ biết bắt chước theo lời khen của người khác. Như vậy không bao giờ được mọi người coi trọng. Thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Hoa, có một lần Chu Ôn và một số thuộc hạ của ông đi dạo dưới vườn cây. Chu Ôn có nói một câu: cây liễu to quá. Để lấy lòng Chu Ôn, các thuộc hạ cũng hùa theo: cây liễu to quá. Chu Ôn thấy vậy rất buồn cười, ông lại nói: cây liễu to quá có thể làm đầu xe. Trên thực tế, gỗ liễu không thể dùng làm đầu xe được. Thế nhưng một vài thuộc hạ vẫn tỏ ý tán thành, có thể làm đầu xe. Chu Ôn đã nhìn rõ bản chất của những người nói như vẹt đó. Ông nói to: gỗ liễu không thể làm đầu xe, ta nghe nói thời Tần có chuyện lấy la làm ngựa. Thật không ngờ các ngươi lại là loại người như vậy. Cuối cùng những người nói có thể làm đầu xe đều bị bắt và xử tội chết. Trong tình huống có sự góp mặt của đông người, nếu tất cả mọi người đều dùng cùng một cách nói để khen người ai đó, sẽ khiến cho người đó cảm thấy bối rối. Cùng là lời khen cuối cùng thì càng dễ mất đi tình cảm. 3. Chỉ biết khen điểm mạnh của người khác. Khi chúng ta khen ai đó, trước tiên phải phát hiện ra điểm mạnh của đối phương, sau đó dành tặng họ lời khen. Thời gian trôi qua, người được khen nghe nhiều đã cảm thấy nhàm nên cũng không còn cảm thấy vui nữa. Khen lấy lệ hay khen quá lời chỉ khiến cho người được khen cảm thấy mất tình cảm. Do mục đích trực tiếp của lời khen là khiến cho người khen được vui vẻ, do đó từ ngữ khen ngợi nhất định phải hợp lý và có ý mới mẻ. Sức lay động của những điều ẩn sau lời khen. Trong giao tiếp xã hội, dành tặng lời khen cho mọi người là cách để tăng cường mối quan hệ thân thiết, cũng là một kỹ năng quan trọng. Tặng người bông hoa hồng, bàn tay còn lại mùi hương. Vì thế chúng ta phải học cách khen. Tuy nhiên lời khen không thể nói bừa, không tùy tiện và không nói quá, cần phải có kỹ năng sử dụng lời khen. Thực tế, những điều ẩn sau lời khen thực sự có thể làm lay động lòng người. Carnegie đã nói, cho dù là đối với những tiến bộ rất nhỏ, cũng nên bày tỏ sự hài lòng một cách chân thành. Hãy dành tặng lời khen. Trên thế giới này, rất nhiều người thích nghe lời hay ý đẹp. Cho dù là những người biết mình tài cao, chỉ cần nghe thấy lời khen, niềm vui biểu lộ ra mặt. Trong lòng cũng rất vui vẻ, thoải mái. Thế nhưng lời khen của bạn nhất định phải khéo léo, hợp lý mới có thể khiến đối phương vui vẻ tiếp nhận. Lời khen không hợp lý sẽ để lại hậu quả. Một nhà văn nọ nhận được lời mời tới tham dự hoạt động của một hiệu sách để lấy lòng nhà văn. Ông chủ hiệu sách đã thay toàn bộ sách trên giá bằng sách của nhà văn đó. Sau khi nhà văn đi vào hiệu sách, nhìn thấy chỗ nào cũng là sách của mình, ông ngạc nhiên hỏi: lẽ nào ở đây chỉ bán sách của tôi? Ông chủ đáp: các sách khác chúng tôi bán hết rồi. Nhà văn nghe thấy vậy không vui, sau đó ông viện lý do để rời khỏi hiệu sách. Lời khen thiện ý cũng giống như một món quà giá trị, khiến người nhận vui vẻ, còn nếu không nó sẽ gây tổn hại tình cảm như lợi ích của hai bên.
Sự kỳ diệu và sức hút của lời khen là vô giá. Khi khen ngợi một ai đó, những cách khen khác nhau cũng sẽ tạo ra những hiệu quả khác nhau. Thứ đáng quý nhất chính là điều ẩn sau lời khen. Như trợ lý Buder của Rosvere đã nói, âm thầm thừa nhận ưu điểm của một người tốt hơn là khen trước mặt người đó. Thiết nghĩ, nếu như có ai đó nói với bạn, một ngày nào đó sau lưng bạn đã khen như thế này, như thế kia thì bạn sẽ rất vui phải không? Na sắp phải tham gia kỳ thi sát hạch, chuyên ngành kế toán, nhưng cô không tìm thấy cuốn sách chuyên ngành đâu cả. Cô đến hỏi phó tổng để xem ông có cuốn sách đó không. Sau một hồi tìm kiếm, phó tổng nói tôi không có, cô hãy hỏi tổng giám đốc. Ông ấy thích đọc sách, kiến sức thức sâu rộng, có thể sẽ có cuốn sách đó. Na liền tới mượn sách tổng giám đốc, ông nói chuyên ngành của tôi là quản trị kinh doanh. Ai nói cho cô biết là tôi có sách chuyên ngành kế toán? Na bèn nói lại lời của phó tổng, tổng giám đốc nghe xong rất vui, từ đó càng thân thiết với phó tổng hơn. Khi người được khen nghe nhiều lời khen qua người thứ ba, hiệu quả đương nhiên sẽ rất tốt đẹp. Khi đó, người được khen đương nhiên cho rằng đó là lời khen thật lòng và vui vẻ tiếp nhận. Có thể nói vô tình truyền đạt lời khen qua người thứ ba không chỉ khiến người được khen cảm thấy vui vẻ mà đó đồng thời là cách gắn mối quan hệ tốt đẹp với người đó. Tóm lại trong cuộc sống và trong công việc, sau khi phê bình ai đó đừng quên dành tặng một lời khen cho những ưu điểm của họ. Bất cứ ai cũng muốn được khen, được tôn trọng và không thích bị phê bình. Tất cả mọi người đều hy vọng được đồng nghiệp, cấp trên và mọi người xung quanh công nhận, khen ngợi. Do đó hãy học cách khen người khác, cho dù là sau khi đã phê bình người đó, khen ngợi hay phê bình đều là một cách động viên. Cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, chẳng ai lại không cảm động trước một lời khen thật lòng. Chương 6. Thêm gia vị hài hước cho giao tiếp. Có câu nói, hài hước là một phẩm chất tuyệt đẹp. Trong cuộc sống của chúng ta, khó tránh khỏi tình huống bối rối hoặc tranh cãi. Nhiều người sẽ không biết phải giải quyết như thế nào. Lúc này, ngôn ngữ hài hước sẽ phát huy sức mạnh. Nó không những giúp cho bạn hóa giải sự căng thẳng, mà còn xóa bỏ đi hiểu nhầm, thậm chí mang lại những hiệu quả tích cực bất ngờ. Sự hài hước kéo mọi người đến gần nhau. Đa số các nhà diễn thuyết đều rất yêu thích việc đọc sách. Mỗi ngày ít nhất họ cũng phải đọc một tờ báo. Có người cho rằng để có thể giao tiếp với mọi người tốt hơn, tìm được đề tài thích hợp thì phải nhất định am hiểu tin tức. Để am hiểu tin tức thì nhất định phải đọc nhiều sách. Chỉ có cách tích lũy tri thức như vậy mới giúp chúng ta giao tiếp tự tin. Trong giao tiếp, nhất là đối với những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, khi nói chuyện với người lạ, một câu nói hài hước, một câu chuyện đúng lúc cũng giúp cho họ phá tan đi sự căng thẳng, tạo bầu không khí sôi nổi mà còn có thể kéo mọi người lại gần nhau, làm thân thiết tình cảm giữa người với người. Sự hài hước giúp quá trình giao tiếp diễn ra thuận lợi. Sự hài hước giống như một loại chất bôi trơn, có thể làm giảm va chạm giữa người với người, làm tan chảy mâu thuẫn và hiểu nhầm, khiến các cuộc giao tiếp của con người trở nên thuận lợi, hòa hợp. Một ngày, nhà văn nổi tiếng người Anh Gerard Bernard Shaw đang đi trên đường, đột nhiên ông bị một người đi xe đạp đâm phải. May mắn là ông không bị thương, chỉ hơi sợ một chút. Người đi xe đạp vội vàng đỡ ông dậy, lu bù xin lỗi và tự trách mình không cẩn thận. Thế nhưng nhà văn lại tỏ ra đáng tiếc và nói, anh thật không may, nếu như hôm nay anh đâm chết tôi thì anh đã thành người nổi tiếng rồi. Câu nói hài hước của ông đã thể hiện sự rộng lượng. Ông dùng chính tình cảm và sự khoan dung của mình để giúp bản thân và người đối diện thoát khỏi tình cảnh bối rối, căng thẳng sau sự cố đâm xe đã được giải quyết nhẹ nhàng. Hài hước là chất bôi trơn của hoạt động giao tiếp. Nó có thể giúp bạn thể hiện thiện chí và sự chân thành với người khác, khiến đôi bên dễ dàng trò chuyện tiếp xúc, giảm sự va chạm giữa người với người và nâng cao chất lượng giao tiếp. Hài hước mang lại sự đồng cảm. Nhà thơ Lý Bạch đã từng nói, con người quý mến nhau, không cần dùng tiền bạc. Từ đó có thể thấy giao tiếp giữa con người với con người cần bằng cả trái tim. Muốn tìm sự đồng cảm thì phải nhờ sự giúp đỡ của yếu tố hài hước. Bởi một người hóm hỉnh thú vị sẽ dễ dàng được người khác chấp nhận. Trong một trận bóng đá, một đội bóng vừa thua thảm hại và mất cơ hội chiến thắng giành ngôi vô địch. Nhưng huấn luyện viên không vì thế mà trách mắng các cầu thủ, ông hài hước nói. Tình hình bây giờ rất tốt, chúng ta đã gạt bỏ được gánh nặng vô địch, có thể thoải mái thi đấu, cố gắng hết sức giành chiến thắng trong trận sau. Lời nói của ông không chỉ khiến các cầu thủ giải tỏa gánh nặng tư tưởng mà còn an ủi tâm lý của họ. Sự hài hước của huấn luyện viên đã khiến các cầu thủ hiểu rõ tình hình của đội và hiểu được sự buồn bã của ông. Lời nói của ông giúp họ đồng cảm, đó là điều chúng ta không thể bỏ qua. Do đó các cầu thủ đã trút bỏ gánh nặng tư tưởng, cố gắng hết sức cho trận đấu hôm sau.
Nỗ lực để giành chiến thắng, sở dĩ yếu tố hài hước có thể tạo sự đồng cảm cho con người là vì những người hài hước thường nghĩ tốt về người khác và có thể giao tiếp thân thiện với mọi người. Trò chuyện với những người hài hước sẽ rất dễ chịu bởi sự hài hước sẽ khiến con người đồng cảm bằng cả trái tim. Sự hài hước làm cảm động lòng người, ngôn ngữ hóm hỉnh, hài hước sẽ khiến mọi người tự động bật cười. Thế nhưng tiếng cười không phải là kết quả mong muốn của sự hài hước. Học cách vận dụng linh hoạt sự hài hước có thể khiến lời nói của bạn chạm đến trái tim của người khác. Nói chuyện cười để đạt mục đích khiến mọi người cảm động. Có một công nhân ở trong căn phòng do đơn vị bố trí, do căn phòng đã lâu không được tu sửa nên mỗi lần trời mưa đều bị dột. Mặc dù người công nhân đã nhiều lần phản ánh thực trạng này lên lãnh đạo nhưng vẫn chưa được giải quyết. Một lần vào dịp Tết, lãnh đạo đơn vị đến thăm hỏi các công nhân và hỏi người công nhân đó, nhà anh có bị dột không? Người công nhân cười và đáp, vẫn ổn, không phải ngày nào cũng dột, chỉ là khi nào trời mưa thì mới dột thôi. Một tháng sau, căn phòng của người công nhân đã được sửa lại. Từ đó có thể thấy, dùng sự hài hước nói lên suy nghĩ một cách làm rất là hay để giải quyết vấn đề, cũng là một yếu tố quan trọng trong giao tiếp. Hài hước là một cách thể hiện sự thông minh dí dỏm. Chỉ có cách không ngừng học tập và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng hài hước trong cuộc sống và trong công việc thì mới có thể thu hút sự chú ý của người khác và làm họ cảm động. Hài hước là một cách giao tiếp tình cảm khác với việc khen ngợi. Nó có thể giúp tăng sức hút của bản thân, thu hút và khiến người khác cảm động trong bầu không khí vui vẻ. Sự hài hước là phương thuốc hóa giải sự thù ghét. Hài hước là cách tốt nhất để hóa giải sự thù ghét và giận hờn trong con người. Có câu gặp nhau cười một cái làm hòa, chỉ cần khéo léo sử dụng óc hài hước nhất định có thể khiến bản thân thoát khỏi bối rối và xóa bỏ sự bực tức của người khác. Hóa giải sự bực tức, một người thông minh sẽ không tranh cãi với người khác mà họ sẽ dùng ngôn ngữ dí dỏm, hài hước để làm tiêu tan sự bực tức của người khác. Từ đó khiến người đang tranh cãi ý thức được lỗi sai của mình. Một người đàn ông đến dùng bữa tại một nhà hàng, khi đang ăn, đột nhiên ông phát hiện trong bát canh có một con sâu. Ông rất tức giận và gọi người phục vụ đến hỏi, xin hỏi thứ này đang làm gì trong bát canh của tôi vậy? Người phục vụ cúi xuống, nhìn kỹ bát canh rồi trả lời, thưa ông, nó đang tắm. Tất cả mọi người trong nhà hàng và cả người đàn ông đều bật cười. Trong tình huống này, cho dù người phục vụ thích hay xin lỗi thế nào, thì cũng chỉ nhận được lời trách mắng, thậm chí còn khiến khách hàng tức giận hơn. Thế nhưng sự hài hước đã giúp anh ta thoát khỏi tình trạng khó xử, không những khiến không khí bớt căng thẳng mà còn hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Đây chính là sức mạnh của sự hài hước. Hài hước giúp mọi người trở nên thân thiện. Trong cuộc sống khó tránh khỏi việc phải gặp một số người có thái độ không mấy thân thiện. Họ thường cậy mình thành công trong lĩnh vực nào đó để công kích người khác. Khi đối diện với kiểu người này tuyệt đối không nên bị tác động. Nhất là đối với những người trẻ tuổi nóng tính, hãy sử dụng những phương pháp hợp lý để xóa bỏ tư tưởng thù địch của đối phương, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Một người nông dân dắt một con la đi vào thành phố. Khi đi qua cửa nhà một người thành phố, người thành phố hỏi, ăn cơm chưa? Vào nhà tôi ăn cơm đi. Người nông dân vội trả lời, cảm ơn ý tốt của ông, tôi ăn rồi. Thật không ngờ người thành phố lại nói, tôi không hỏi ông, tôi đang nói chuyện với con la của ông. Người nông dân không nói gì, chỉ quay lại mắng con la. Lúc ra khỏi nhà, tao hỏi mày ở thành phố có quen người không? Mày nói không có, vậy bây giờ lại có người mời mày ăn cơm là sao? Người thành phố hỏi, anh đang nói chuyện với ai? Người nông dân đáp, tôi không nói chuyện với ông, tôi đang nói chuyện với con la. Người nông dân đã khéo léo vận dụng sự hài hước, mượn chuyện trách mắng con la để tấn công lại đối phương. Giữa con người với con người luôn có sự giao tiếp. Và việc nói chuyện với nhau chính là cầu nối. Do đó khi giao tiếp, trò chuyện nhất định phải chú ý tới ngôn ngữ. Có lúc chỉ mỗi lỗi nhỏ nhưng chúng ta có thể gây ra sự căng thẳng. Nếu có thể hóa giải những rắc rối không cần thiết bằng sự hài hước thì bạn sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Nghệ thuật hài hước hóa giải thù địch. Trong giao tiếp, có lúc bạn sẽ gặp phải sự tấn công hay khiêu khích ác ý từ người khác. Nếu lựa chọn đáp trả hoặc im lặng không nói gì, thì điều đó sẽ càng khiến cho kẻ khiêu khích tự đắc ý khi bản thân mình có thể bị tổn thương. Lúc này chúng ta không thể rút lui được, hãy khéo léo nắm bắt đằng chui lời nói của đối phương. Sử dụng sự hài hước làm vũ khí tấn công. Một nghệ sĩ tham gia tranh cử tổng thống, một ngày ông đến diễn thuyết ở một ngôi làng. Một nửa thời gian trôi qua, ông đã gặp phải sự tấn công của những người phản đối. Rất nhiều người đã ném cà chua thối vào ông. Khi đối mặt với tình huống này, nghệ sĩ không hề tức giận, cũng không bỏ đi. Ông bình tĩnh lau sạch vết cà chua trên người, mỉm cười và nói với các nông dân, có lẽ tôi vẫn chưa hiểu nổi khó khăn của mọi người, nhưng nếu giành được sự ủng hộ của mọi người để trở thành tổng thống, tôi nhất định sẽ có cách giải quyết vấn đề, không tiêu thụ được nông sản.
Sự khiêu khích và đối kháng luôn làm gián đoạn giao tiếp và gia tăng mâu thuẫn. Vận dụng kỹ thuật, kỹ năng hài hước khéo léo hóa giải sự tấn công của đối phương có thể giúp bạn nâng cao hình tượng và tạo được thiện cảm với mọi người. Đương nhiên, khi chúng ta bị khiêu khích, cũng có thể tránh mũi nhọn tấn công của đối phương, nắm bắt ngôn ngữ và tấn công lại vào điểm yếu của họ. Làm như vậy vừa có thể tránh bị công kích, lại không khiến mình bị tổn thương. Có một lần Whitman đang diễn thuyết, cả hội trường đều bị thu hút bởi sự hài hước thú vị của ông. Đột nhiên phía dưới có người nói to, ông đang kể chuyện cười à, tôi không hiểu gì cả. Whitman nói, thì ra anh là một con hươu cao cổ. Chỉ có hươu cao cổ mới có thể bị ức chân vào thức lần thứ hai, nhưng đến thứ sáu mới cảm nhận được. Khi đối mặt với tình huống bị công kích, Whitman đã khéo léo vận dụng ngôn ngữ hài hước để tấn công lại đối phương. Trong giao tiếp, khi bị người khác công kích, nếu nhượng bộ thì đối phương sẽ càng lấn tới. Ngược lại, sử dụng ngôn ngữ hài hước sẽ vô hiệu hóa được đòn tấn công của đối phương. Trong một buổi tiệc, nhà thơ Pushkin nổi tiếng đã mời một tiểu thư quý tộc khiêu vũ. Thế nhưng cô tiểu thư kiêu ngạo này lại cất coi trường Pushkin nên muốn trêu chọc ông. Cô nói, xin lỗi, tôi không nhảy với trẻ con. Pushkin nghe xong, cười nói với cô gái, tôi xin lỗi, tôi không biết cô đang mang thai. Pushkin đã giả vờ khù khờ, tự bảo vệ mình bằng sự hài hước và cũng là để tấn công lại đối phương. Khi đối mặt với sự công kích hoặc gặp tình huống bối rối do người khác mang đến, cách vận dụng kỹ năng hài hước sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất, còn có thể gắn kết mối quan hệ giữa hai bên. Hài hước có chừng mực. Hài hước là một kỹ năng rất hay, là vũ khí thường xuyên dùng từ trong các câu cuộc trò chuyện. Vận dụng sự hài hước không phải là một việc dễ dàng, mặc dù trong một số tình huống nó có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng bối rối, xấu hổ. Nhưng khi hài hước cũng cần phải chú ý chừng mực, không phải trường hợp nào cũng có thể hài hước. Hài hước không đúng lúc, đúng chỗ, không những không đạt được hiệu quả mà còn dễ dàng khiến bạn lâm vào tiếng thoái lưỡng nan. Chú ý thân phận, sử dụng ngôn ngữ hài hước nhất định phải phù hợp với thân phận của bản thân. Nếu lời bạn nói ra không thích hợp với thân phận của bạn, người nghe sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chí mất thiện cảm. Như vậy sẽ không đạt được hiệu quả của sự hài hước. Khi sử dụng ngôn ngữ hài hước, bạn cần phải nói với ngữ khí thích hợp, còn phải chú ý tới địa vị của người nghe trong những trường hợp khác nhau. Như vậy thì cuộc nói chuyện mới diễn ra thuận lợi. Trên một chiếc tàu rất đông hành khách, mọi người phải chen nhau mà đứng, ai cũng hy vọng tàu nhanh tới ga để rời cho chỗ chật chội đó. Khi tàu sắp vào ga, nhân viên trên tàu nhắc nhở mọi người, đây là ga XX, hành khách xuống tàu chú ý không quên hành lý, nếu quên chúng tôi sẽ tiếp nhận hành lý đó. Các hành khách nghe xong đều cười to, sau đó mọi người đều ý thức kiểm tra lại hành lý của mình, có người còn cẩn thận để đồ ngay bên cạnh mình cho khỏi quên. Một câu nói hài hước của nhân viên trên tàu không chỉ phù hợp với thân phận của mình mà còn tạo ra tiếng cười cho cả toa, khiến mọi người hành khách đều cảm thấy thoải mái. Cái được gọi là nói bằng trái tim chính là sử dụng ngôn ngữ hài hước, phải chú ý tới thân phận của mình, như vậy mới có thể khiến người khác cảm động, đạt hiệu quả tốt. Giữ chừng mực và nguyên tắc. Khi sử dụng ngôn ngữ hài hước, chúng ta không thể nói mà không suy nghĩ, nhất định phải xác định rõ hoàn cảnh và đối tượng trò chuyện. Phải giữ chừng mực hài hước, không nói bừa bãi để tránh những hiểu nhầm đáng có. Trong một bữa tiệc, có một thanh niên muốn mời một cô gái cùng khiêu vũ. Anh chàng sợ bị từ chối nên muốn nói một số câu chào, khuấy động bầu không khí. Lúc này anh nói với cô gái, xin chào, xin phép được hỏi cô đã kết hôn chưa? Cô gái trả lời chưa, chàng trai lại hỏi, vậy cô có con chưa? Cô gái rất tức giận, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, người thanh niên vô cùng bối rối, lại đi mời một cô gái khác cùng nhảy. Chàng thanh niên hỏi, xin hỏi cô có con nhỏ không? Cô gái đáp, tôi có hai con nhỏ. Chàng trai tiếp lời, chắc chắn chúng rất dễ thương, vậy tôi có thể mời cô nhảy không? Cô gái vui vẻ nhận lời. Bạn thấy đấy, chàng trai này lúc đầu không chú ý tới lời nói, nên đã gây phản cảm. Tiếp theo anh đã thay đổi cách nói chuyện, giữ chừng mực và đối phương đã đồng ý nhảy với anh. Dưới đây là những điều cấm kỵ khi sử dụng ngôn ngữ hài hước bạn nhất định cần phải đọc. 1. Không mang sức khỏe của người khác ra làm trò đùa, kể cả với những người có mối quan hệ tốt cũng nên thận trọng để tránh hiểu nhầm mâu thuẫn. 2. Khi nói về những vấn đề có tính tranh luận, trừ phi bạn đã hiểu lập trường của đối phương. Nếu không thì không nên mang những chuyện này ra nói đùa và dễ gây căng thẳng. 3. Không nên bàn tán về chuyện riêng tư của người khác, hành động này sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của người đó. 4. Không nên kể chuyện cùng dung tục ở chốn đông người sẽ gây ra sự phản cảm. Do đó nhất định, hài hước phải có chừng mực. Trước khi mở lời phải phân tích
Thân phận, địa vị, văn hóa, học vấn của đối phương như vậy mới đạt được hiệu quả hài hước cao. Chúng ta cần phải nắm được nguyên tắc hài hước, đó chính là ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Chỉ có hiểu được nguyên tắc này mới có thể nắm vững được kỹ năng hài hước, nâng cao khả năng trình độ giao tiếp. Kể chuyện cười là khởi đầu của việc nuôi dưỡng sự hài hước. Biết kể chuyện cười là điều quan trọng để nâng cao tài ăn nói hài hước. Nếu có thể phát huy kỹ năng khéo léo, biết kể chuyện những câu chuyện ngắn gọn, thú vị và ý nghĩa thì có thể tạo ra hiệu quả hài hước rất lớn, để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Kể một câu chuyện cười hay có thể khuấy động bầu không khí, khiến cuộc giao tiếp diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, chuyện cười cần phải có ý nghĩa, có tác dụng. Điều này trước tiên yêu cầu bạn phải biết được một số câu chuyện có liên quan tới công việc. Sau đó tùy vào hoàn cảnh cụ thể để sử dụng một cách linh hoạt. Một câu chuyện cười hay có thể tạo được thiện cảm, khiến mọi người vui vẻ. Nhưng khi kể chuyện cười, nhất định phải cố gắng kể rõ ràng, tỉ mỉ, văn phong mạch lạc để người nghe dễ hiểu. Không nên làm phức tạp câu chuyện. Nhà của một người nọ xảy ra hỏa hoạn, ông ta gọi 114. Khi đầu dây bên kia có người nghe, ông ta hét to, mau đến cứu hỏa. Nhân viên tổng đài hỏi, bị cháy ở đâu? Người này đáp, ở nhà tôi. Nhân viên tổng đài vội vàng hỏi tiếp, tôi hỏi ông cháy ở đâu? Người đàn ông trả lời tiếp, ở nhà bếp. Nhân viên tổng đài nói, làm sao để chúng tôi đến được nhà ông? Người đàn ông nói, làm sao để đến nhà tôi ư? Đương nhiên là đi xe cứu hỏa đến rồi. Nhân vật trong câu chuyện đã không nói rõ về địa điểm xảy ra hỏa hoạn, vì thế mà lực lượng cứu hỏa không thể kịp thời đến dập lửa. Mặc dù đây chỉ là chuyện cười, nhưng khi kể mà bạn không thể nói rõ tình tiết truyện thì sẽ không tạo được hiệu quả hài hước. Kể chuyện cười cũng là một nghệ thuật, nếu bạn diễn đạt hay thì câu chuyện sẽ mang lại niềm vui cho người khác. Còn khi kể chuyện cười, nếu chưa bắt đầu hoặc chưa kể xong mà bạn đã không nhịn được cười, điều đó sẽ làm giảm hiệu quả hài hước mà câu chuyện mang lại. Cách tốt nhất là bạn không cười, như vậy câu chuyện kể ra mới khiến người khác buồn cười. Tại một bữa tiệc, khi nói về vấn đề công việc của nhân viên cấp dưới, giám đốc của một công ty nọ đã kể câu chuyện cười. Để thử trí thông minh của ba cô nhân viên, giám đốc đưa ra một bức ảnh nhìn nghiêng của một người đàn ông và bảo, từng cô cho biết họ đã nhìn thấy gì. Cô thứ nhất nói, tôi thấy anh ta chỉ có một mắt. Giám đốc cáu lắm, nhìn nghiêng thì tất nhiên anh ta chỉ có một mắt rồi. Cô thứ hai, tôi thấy anh ta có một tai. Giám đốc càng ngán ngẩm hơn và hỏi, thế cô thứ ba? Cô này nghĩ một lúc rồi nói, tôi nghĩ anh ta mang kính áp tròng. Giám đốc rất ngạc nhiên và cho kiểm tra lại, thì quả nhiên người mang ảnh mang kính áp tròng. Ông bèn hỏi cô thứ ba vì sao biết được điều đó, thì anh ta làm sao mà đeo kính có gọng được khi chỉ có một tai. Nói đến đây, vị giám đốc đang kể chuyện cũng làm ra vẻ thể hiện thái độ của giám đốc trong câu chuyện. Lúc này tất cả mọi người đều cười to. Vị giám đốc cũng không nhìn được cười. Vị giám đốc này đã nắm vững kỹ năng kể chuyện cười, càng giữ thái độ bình thản khi kể chuyện càng khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Khi kể chuyện cười, một động tác, một ngữ điệu đặc biệt hoặc một vài biểu cảm tương ứng sẽ truyền đạt thông tin hiệu quả hơn. Những kỹ năng hài hước không thể thiếu. Trong những trường hợp và hoàn cảnh khác nhau khi nói chuyện và những người khác, chúng ta không thể thiếu ngôn ngữ hài hước. Kỹ năng ngôn ngữ hài hước có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn. Nắm vững kỹ năng ăn nói hài hước là một cách tối cần thiết để nâng cao năng lực ngôn ngữ. Dưới đây là một số kỹ năng hài hước trong công việc và trong cuộc sống dành cho những người trẻ tuổi. Mượn dốc xuống lừa. Có lúc chúng ta sẽ bị vướng vào những tình huống rất căng thẳng, không biết phải làm như thế nào. Khi bị người khác làm khó, bạn lâm vào tình cảnh như ngồi trên lưng một con lừa đang chạy và không thể xuống được. Lúc này bạn có thể vin vào những điều đối phương nói. Không xung đột trực diện với người đó mà hãy mượn con dốc người đó đã tạo ra để thuận lợi nhảy ra khỏi lưng lừa, giúp bản thân thoát khỏi hoàn cảnh rắc rối. Một thanh niên trẻ tuổi mới đi làm, tính cách hướng nội, ngoại giao tiếp. Chỉ cần gặp người lạ là anh ta đã toát mồ hôi. Một lần vị lãnh đạo mới nhậm chức hẹn gặp cậu, cậu rất căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm. Vị lãnh đạo thấy vậy bèn nói, cậu rất nóng phải không, tôi bật quạt cho cậu nhé. Cậu thanh niên linh động lấy việc toát mồ hôi làm chủ đề và nói, tôi thực sự không sao cả. Gặp lãnh đạo mà trừ móng tay ra, còn lại toàn thân đều toát cả mồ hôi. Vị lãnh đạo nghe vậy liền bật cười. Thật không ngờ rất nhanh chóng, tâm lý cậu thanh niên đã cân bằng trở lại và cũng không toát mồ hôi nữa. Lần sau khi gặp tình huống tương tự, cậu đều biết những câu nói hài hước, thậm chí còn có thể tự tin nói chuyện trước đám đông. Mượn vật nói vật. Phương pháp mượn vật nói vật yêu cầu bạn phải chịu khó quan sát cuộc sống, nắm được những ví dụ điển hình có thể liên quan tới công việc của bản thân và vận dụng linh hoạt.
Mượn vật nói vật chính là khi gặp những đề tài có liên quan đến bản thân, mượn một câu chuyện cười và kết hợp nó với vấn đề của mình. Điều này yêu cầu bạn phải không ngừng nâng cao kỹ năng vận dụng sự hài hước. Trương Đại Thiên là một họa sĩ nổi tiếng người Trung Quốc, một lần khi đi ăn cùng bạn. Các bạn luôn lấy bộ râu dài của Trương Đại Thiên làm đề tài và không ngừng kể chuyện cười để trêu ông. Trương Đại Thiên chỉ im lặng. Chờ các bạn nói hết mới lên tiếng, tôi cũng xin góp ý một câu chuyện có đề tài liên quan tới bộ râu. Thời Tam Quốc, sau khi anh em Trương Phi và Quang Vũ qua đời, Lưu Bị quyết định sẽ đánh trận báo thù. Con trai của Quang Vũ là Quang Hưng và con trai của Trương Phi là Trương Bao tranh nhau làm tiên phong. Điều này khiến Lưu Bị rất khó xử. Để cho công bằng, Lưu Bị nói, các cậu hãy kể về những chiến công của cha mình. Ai kể được nhiều hơn, người đó sẽ đi tiên phong. Sau khi Trương Bao kể một loạt chiến công của tiên phụ Trương Phi, đến lượt con trai Quang Vũ. Nhưng Quang Hưng không biết nói gì, mãi mới thốt ra được một câu, râu của tiên phụ rất dài. Nghe vậy Lưu Bị rất tức giận bèn mắng, cha cậu khi còn sống có biết bao nhiêu chiến công hiển hách, cậu không kể lại đi, nói chuyện râu dài làm gì. Mọi người nghe xong câu chuyện của Trương Đại Thiên đều không nói được lời nào, từ đó họ không nhắc đến chuyện bộ râu nữa. Trương Đại Thiên đã mượn câu chuyện cười về bộ râu để tự giải thoát mình ra khỏi hoàn cảnh bị chế nhạo, cũng là để đáp trả lại sự trêu chọc của bạn bè. Đây chính là điểm hay của cách mượn vật nói vật. Làm hài hòa, đơn giản hóa mọi việc. Phương pháp này chính là sử dụng kỹ năng hài hước để đơn giản hóa những sự việc nghiêm trọng, vận dụng những câu chuyện cười để tạo ra hiệu quả hài hước. Người thời xưa cũng đã sử dụng cách này. Tương truyền Hán Vũ Đế rất muốn trường thọ. Một ngày, Ngài nói chuyện với các quan, khi nói đến chuyện sống thọ hay không, Hán Vũ Đế nói, theo sách tướng số, nhân trung càng dài thì tuổi thọ càng dài, nếu nhân trung dài một tấc thì có thể sống 100 năm. Một viên quan ngồi bên cạnh Hán Vũ Đế nghe xong bật cười, các quan khác lấy làm lạ. Trách ông ta tại sao có thể vô lễ như vậy, Hán Vũ Đế hỏi ông ta cười cái gì. Viên quan bèn giải thích, thần không cười bệ hạ, thần cười Bành Tổ. Người sống 100 tuổi, nhân trung dài một tấc, Bành Tổ sống 800 tuổi, nhân trung dài 8 tấc. Chắc hẳn mặt Bành Tổ phải dài tới một trượng. Hán Vũ Đế nghe vậy không nhịn được cười. Cách nói của viên quan nọ không chỉ khiến Hán Vũ Đế nguôi giận mà còn đạt được mục đích khuyên nhủ Hán Vũ Đế. Đặc điểm của phương pháp đơn giản hóa mọi việc chính là có thể khiến cho điều đó trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận. Nói ngược chính là phương pháp dùng ngôn ngữ tương phản để diễn đạt chính xác một tư tưởng nào đó, nắm bắt tâm lý của đối phương và hoàn cảnh thực tế, đồng thời còn phải chú ý sự chừng mực của ngôn ngữ, nhất định không được làm tổn thương lòng tự tôn của người khác. Có thể thấy, nói ngược hài hước có tính phức tạp nhất định, khi sử dụng nhất định phải chú ý phương pháp. Một người nọ đã hút thuốc được mấy chục năm. Trong một lần họp mặt bạn bè, mọi người đều khuyên ông bỏ thuốc, nói rằng bệnh ung thư phổi của ông là do hút thuốc lá mà ra. Thế nhưng ông không nghe, còn nói về những điểm tốt của thuốc lá cho những người không hút thuốc lá nghe. Lúc này một người phụ nữ bước đến và nói, không sai, anh nói rất đúng, hút thuốc thực ra rất có lợi. Hơn nữa còn có lợi rất nhiều, hút thuốc có thể phòng kẻ trộm. Chó, khi gặp người hút thuốc sẽ tránh ra ngoài, điều quan trọng nhất là người hút thuốc trẻ lâu. Mọi người nghe vậy, thấy hồ nghi nên bắt bà giải thích. Người phụ nữ nói tiếp, mọi người không hiểu ư, người hút thuốc lúc vào nửa đêm hay bị ho, đó cũng là thời gian hoạt động của bọn trộm. Nghe thấy tiếng động, chúng sẽ không dám vào nhà. Người hút thuốc cơ thể thường rất yếu, sớm bị còng lưng. Lũ chó thấy như người còng lưng như vậy sẽ tưởng người đó đang cúi xuống nhặt đá ném chúng, nên đương nhiên sẽ tránh xa. Người hút thuốc còn dễ mắc bệnh ung thư phổi, có thể sống được bao lâu, chết sớm thì đương nhiên sẽ mãi ở tuổi đó. Mọi người nghe xong đều bật cười, người đàn ông hút thuốc cũng không có gì để nói nữa. Sau đó ông ta cố gắng bỏ thuốc. Lời giải thích của người phụ nữ chính là nói ngược. Bà nói về những điều tốt nhưng thực chất lại là hậu quả xấu của việc hút thuốc. Bà không chỉ khuyên được người bạn bỏ thuốc lá mà còn để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự hài hước của mình. Ngôn ngữ hai tầng ý nghĩa. Phương pháp này chính là ngoài mặt thì nói chuyện A nhưng thực chất lại ám chỉ chuyện B. Hai vấn đề được liên kết bằng sự hài hước để tạo ra hiệu quả tích cực. Garofalo là tổng thống thứ 38 của nước Mỹ. Khi nói, ông thường sử dụng ngôn ngữ đa nghĩa, điều này khiến cho cách nói chuyện của ông rất hài hước. Có một lần một phóng viên hỏi ông, giữa ông và tổng thống Lincoln có điểm gì khác nhau? Ông trả lời, tôi là một chiếc phone, chứ không phải là chiếc Lincoln. Mọi người đều biết Lincoln là một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, nhưng cũng là một tên của hãng xe cao cấp. Còn Ford chỉ là một hãng xe hơi phổ thông, rẻ tiền, nhưng đại chúng hóa. Ông vừa nói xong, phóng viên mỉm cười và không nói gì thêm. Câu nói của tổng thống Ford là một thể hiện sự khiêm tốn, hay là ngầm tự khen mình là một vị tổng thống, được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, do đây không phải là lời ông nói trực tiếp ra nên tránh được việc mang tiếng tự kiêu. Người hài hước thường sử dụng cách nói đa tầng nghĩa. Nó có thể giúp cho người thể hiện thái độ một cách
nhẹ nhàng, ôn hòa, dí dỏm nhưng không thiếu chính kiến. Nó là sự kết hợp khéo léo của ngây thơ và lý tính, thậm chí còn có thể nhẹ nhàng giúp bạn hóa giải khó khăn. Thời nhà Minh, một họa sĩ tên là Châu Huyền Tố, có một lần Chu Nguyên Chương yêu cầu họa sĩ vẽ bức tranh Giang Sơn Thiên Hạ lên một bức tường lớn để thể hiện sự nghiệp vĩ đại của mình. Châu Huyền Tố rất đắn đo, cho rằng Giang Sơn rộng lớn như vậy, làm sao có thể thể hiện chỉ bằng một bức tranh. Hơn nữa, cho dù có thể vẽ ra được, nhưng nếu không vừa ý hoàng thượng thì cũng mất đầu như chơi. Họa sĩ khéo léo nói, thần chưa được đến nhiều nơi nên không dám vẽ. Mạo muội xin hoàng thượng mở nét vẽ đầu tiên, vẽ một đồng cỏ trước, tạo ý tưởng để mở rộng thành bức tranh Thiên Hạ Giang Sơn Đồ. Chu Nguyên Chương nghe thấy có lý, bèn cầm bút lên vẽ. Một lát đã vẽ được cánh đồng cỏ. Sau đó lệnh cho Châu Huyền Tố vẽ tiếp. Châu Huyền Tố lập tức trả lời, Giang Sơn bệ hạ đã định, tuyệt đối không được sửa đổi. Chu Nguyên Chương nghe thấy vậy rất vui, nhưng không những không trách họa sĩ mà còn khen ngợi ông. Lời Châu Huyền Tố nói có hai tầng nghĩa, bề ngoài ông muốn nói bức tranh Thiên Hạ Giang Sơn Đồ đã xong nên không tiện thay đổi, nhưng ý nghĩa thâm sâu chính là Giang Sơn của bệ hạ là vĩnh cửu, không ai có thể thay đổi. Lời nói này đã nhắm trúng tâm lý Chu Nguyên Chương, do vậy nhà vua rất khen, rất vui. Khéo dùng cách nói phản logic. Phương pháp hài hước phản logic chính là dùng những điều trái với hình thức logic để giải thích cho việc bất thường, từ đó tạo ra đột phá về tư duy, đem đến những liên tưởng hài hước bất ngờ. Phương pháp hài hước phản logic nói lên những điều trái với quy luật, khiến mọi người cảm thấy buồn cười với những cảm nhận mới mẻ. Churchill là thủ tướng nổi tiếng của nước Anh, ông là người rất hài hước và có tài ngoại giao. Trong một cuộc tranh luận, một nữ chính trị gia phe đối lập nói với ông, nếu tôi là vợ ông, nhất định tôi sẽ bỏ thuốc độc vào ly cà phê của ông. Thủ tướng trả lời, nếu tôi là chồng của bà, tôi sẽ không do dự uống hết ly cà phê đó. Câu trả lời của thủ tướng mới nghe có vẻ không logic, nhưng thực chất lại rất khéo léo. Ý ông muốn nói, nếu đối phương là vợ của ông sẽ cảm thấy bất hạnh, thà uống thuốc độc mà chết còn hơn. Câu trả lời này có sức mạnh hơn nhiều so với việc tranh cãi đơn thuần. Hơn nữa, điều bất ngờ là câu trả lời vừa hợp tình hợp lý, lại khiến đối phương không thể nói gì thêm. Sau khi kết thúc chuyến thăm Liên Xô cũ, Nixon định dùng chuyên cơ bay về Mỹ. Tuy nhiên, máy bay gặp sự cố, kết quả kiểm tra cho thấy động cơ của máy bay bị hỏng. Theo quy định, nước chủ nhà Liên Xô phải chịu trách nhiệm về điều này. Do đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô khi đó là Brezhnev tức giận. Ông chỉ tay về phía Cục trưởng Cục Hàng không và hỏi Nixon, thưa ngài Tổng thống, tôi nên phạt ông như thế nào? Hãy thăng chức cho ông ấy, Nixon nhẹ nhàng nói, may mà động cơ bị hỏng dưới mặt đất, chứ không phải là trên trời, nếu không tôi đã chết mất xác rồi. Nghe vậy, Tổng Bí thư Brezhnev bèn cười, vì Cục trưởng Cục Hàng không cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong ví dụ trên, Brezhnev đã nêu vấn đề xử phạt Cục trưởng Cục Hàng không với Nixon. Thực chất đây là một bài toán khó, nhưng Nixon đã nhẹ nhàng giải quyết bằng sự hài hước. Câu nói hãy thăng chức cho ông ấy không chỉ thể hiện sự độ lượng của Nixon, mà còn khiến vấn đề ngoại giao rắc rối trở nên đơn giản. Có thể thấy, Nixon có khả năng rất tuyệt trong lĩnh vực ngoại giao. Sử dụng tư liệu có sẵn. Hài hước là một nghệ thuật, nhưng nghệ thuật hài hước đỉnh cao yêu cầu mọi người phải sử dụng những tư liệu, thông tin có sẵn, xử lý khéo léo, giống như gió trên mặt nước, mặc dù không nhìn thấy gió, nhưng lại thấy nước lay động. Hãy khiến mọi người vui vẻ với trạng thái tâm lý thoải mái nhất. Siêu thị đang trong thời gian khuyến mãi, người mua hàng xô đẩy chen nhau tạo ra cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ai cũng đều rất căng thẳng, mọi người có thể xô xát bất cứ lúc nào. Một cô gái sau khi bị chen tơi tả đã nói với nhân viên thanh toán, may quá, ngay từ đầu tôi đã không tìm được văn hóa ở chỗ các cô, tôi không thể tìm thấy điều đó ở đây. Nhân viên thanh toán sững người trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng nói, chị có thể cho tôi xem hàng mẫu của chị không? Người phụ nữ không nói gì, sau đó chỉ cười xấu hổ. Người nhân viên thanh toán rất thông minh, nhạy bén. Khi một khách hàng thiếu văn hóa, trách móc sự thiếu văn hóa của cửa hàng, cô không giải thích, cũng không tranh cãi, mà khéo léo sử dụng ngôn ngữ để nói với khách hàng rằng, chính khách hàng mới là người thiếu văn hóa, cách làm này sẽ khiến khách hàng bình tĩnh lại, đồng thời thể hiện sự văn minh của bản thân. Một phóng viên nước ngoài phỏng vấn một phụ nữ Trung Quốc thành đạt trong ngành kinh doanh nhà hàng. Phóng viên hỏi, nếu chủ tịch Mao còn sống, liệu các chị có giàu như bây giờ hay không? Câu hỏi này rõ ràng là một cái bẫy, cho dù người phụ nữ trả lời có hay không, đều không được. Thế nhưng người phụ nữ đã mỉm cười và ung dung trả lời, nếu không có chủ tịch Mao thì tôi đã chết lâu rồi, chứ nói gì đến chuyện giàu có. Trong trường hợp này, khi đối mặt với câu chuyện thiếu tiện ý của phóng viên, người phụ nữ Trung Quốc đã khéo léo trả lời một cách hài hước, tưởng như trả lời nhưng lại là hỏi, khiến cho phóng viên nước ngoài không còn gì để nói. Sử dụng tư liệu có sẵn. Hài hước là một nghệ thuật, nhưng nghệ thuật hài hước đỉnh cao yêu cầu mọi người phải sử dụng những tư liệu, thông tin có sẵn, xử lý khéo léo, giống như gió trên mặt nước, mặc dù không nhìn thấy gió, nhưng lại thấy nước lay động.
Hãy khiến mọi người vui vẻ với trạng thái tâm lý thoải mái nhất. Siêu thị đang trong thời gian khuyến mãi, người mua hàng xô đẩy chen nhau tạo ra cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ai cũng đều rất căng thẳng, mọi người có thể xô xát bất cứ lúc nào. Một cô gái sau khi bị chen tơi tả đã nói với nhân viên thanh toán: "May quá, ngay từ đầu tôi đã không tìm được văn hóa ở chỗ các cô, tôi không thể tìm thấy điều đó ở đây." Nhân viên thanh toán sững người trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng nói: "Chị có thể cho tôi xem hàng mẫu của chị không?" Người phụ nữ không nói gì, sau đó chỉ cười xấu hổ. Người nhân viên thanh toán rất thông minh, nhạy bén. Khi một khách hàng thiếu văn hóa trách móc sự thiếu văn hóa của cửa hàng, cô không giải thích cũng không tranh cãi, mà khéo léo sử dụng ngôn ngữ để nói với khách hàng rằng chính khách hàng mới là người thiếu văn hóa. Cách làm này sẽ khiến khách hàng bình tĩnh lại, đồng thời thể hiện sự văn minh của bản thân. Một phóng viên nước ngoài phỏng vấn một phụ nữ Trung Quốc thành đạt trong ngành kinh doanh nhà hàng. Phóng viên hỏi: "Nếu chủ tịch Mao còn sống, liệu các chị có giàu như bây giờ hay không?" Câu hỏi này rõ ràng là một cái bẫy, cho dù người phụ nữ trả lời có hay không đều không được. Thế nhưng người phụ nữ đã mỉm cười và ung dung trả lời: "Nếu không có chủ tịch Mao thì tôi đã chết lâu rồi, chứ nói gì đến chuyện giàu có." Trong trường hợp này, khi đối mặt với câu chuyện thiếu tiện ý của phóng viên, người phụ nữ Trung Quốc đã khéo léo trả lời một cách hài hước, tưởng như trả lời nhưng lại là hỏi, khiến cho phóng viên nước ngoài không còn gì để nói. Cách giới thiệu khéo léo về bản thân. Khi chúng ta tham dự một buổi phỏng vấn xin việc, tự giới thiệu về mình là điều không thể thiếu. Lời giới thiệu hay sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, thuyết phục được người phỏng vấn. Như vậy được coi là đã thành công một nửa. Đa số mọi người đều cho rằng tự giới thiệu về mình là một việc rất dễ. Thực tế, cách nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Có câu nói về người thì dễ, nói về mình thì khó. Khi phỏng vấn xin việc, tự giới thiệu về mình là điều khó nhất. Vì vậy, chúng ta nhất định phải đầu tư công sức cho phần tự giới thiệu khi tham gia phỏng vấn xin việc. Hỏi thăm lễ phép, chủ đề rõ ràng. Khi gặp người phỏng vấn, người xin việc nên chào đối phương trước. Chào hỏi là nguyên tắc ứng xử cơ bản nhất. Bạn có thể nói: "Xin chào giám đốc, cảm ơn ông đã dành cho tôi cơ hội phỏng vấn. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu về mình." Sau khi giới thiệu xong, nên nói lời cảm ơn một lần nữa. Nếu nhiều người cùng phỏng vấn, thì phải cảm ơn tất cả mọi người. Khi tự giới thiệu về mình, còn phải chú ý tới chủ đề. Chủ đề của bạn nhất định phải rõ ràng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không nên nói những điều không cần thiết. Nếu lời bạn nói không rõ ràng thì người phỏng vấn sẽ không muốn nghe tiếp. Khi tự giới thiệu, chú ý đảm bảo đầy đủ những thông tin sau: họ tên, tuổi, quốc tịch, học lực cùng với tính cách, kinh nghiệm, sở thích, năng lực làm việc của bạn. Đương nhiên, trước khi giới thiệu, nhất định phải phân loại hợp lý thông tin của bản thân. Giới thiệu quanh một chủ đề trọng tâm, nếu đơn vị bạn xin vào coi trọng kiến thức và học lực của ứng viên, thì khi tự giới thiệu, bạn nên bắt đầu nói kỹ từ thành tích học tập và những kiến thức có được trong quá trình học chuyên ngành. Ngoài ra, khi giới thiệu, nên lấy những vấn đề này làm trọng điểm. Thực tế chiến thắng hùng biện. Khi phỏng vấn, chúng ta không nên quá khoa trương về kinh nghiệm làm việc nhằm mục đích để lại ấn tượng sâu sắc. Ví dụ, tôi có trình độ nghiệp vụ rất cao trong ngành ngân hàng, thành tích học tập của tôi cao nhất lớp. Nếu bạn nói vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với phỏng vấn và không đạt hiệu quả cao trong giao tiếp. Các đơn vị doanh nghiệp trong thời buổi hiện đại không giống như trước đây. Theo đà phát triển của xã hội, chỉ lời nói đơn thuần không thể khiến đơn vị dùng người hiểu về năng lực của bạn. Thực tế chiến thắng hùng biện, mặc dù thời gian phỏng vấn là có hạn, không thể giúp bạn hoàn toàn thể hiện mình, nhưng bạn phải học cách chứng minh năng lực bằng thành tích và bằng ví dụ thực tế để người phỏng vấn thấy được tài năng của bạn. Hoa là sinh viên tốt nghiệp khoa mỹ thuật của một trường đại học. Sau khi ra trường, cô đến xin làm nhân viên thiết kế cho một công ty thiết kế nội thất. Khi đối diện với những người phỏng vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất, Hoa không biết phải nói gì về khả năng của mình. Thế nhưng Hoa đã chuẩn bị kỹ. Cô nói với những người phỏng vấn: "Tôi là Hoa, là người Hà Nội, chuyên ngành học của tôi là mỹ thuật. Mặc dù không học chuyên nghiệp về thiết kế nội thất, nhưng tôi rất có hứng thú về ngành này. Khi học ở trường, tôi đã từng làm cộng tác viên cho một công ty thiết kế, có kinh nghiệm về công việc thiết kế nội thất. Đây là bản thiết kế của tôi đã làm khi đó. Mời các vị hãy xem và cho ý kiến." Hoa vừa nói vừa đưa tác phẩm của mình ra. Sau khi xem bản thiết kế, nhận thấy đây là sản phẩm có chất lượng tốt nên các nhà tuyển dụng rất hài lòng. Kết quả là Hoa đã vượt qua rất nhiều các ứng cử viên khác và được nhận vào công ty. Chừa đường lui cho mình. Tự giới thiệu về mình trong khi phỏng vấn chính là một cách tiếp thị bản thân để người phỏng vấn thấy được ưu điểm của bạn. Do đó, khi tự giới thiệu phải thành thật, nhưng cũng không nên nói hết tất cả. Khi giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm làm việc hay suy nghĩ về công việc, không nên dùng câu khẳng định: "Tôi rất thành thạo nghiệp vụ này."
Tôi bảo đảm sẽ làm thay đổi diện mạo của công ty. Những câu nói này hoàn toàn không có nội dung cụ thể mà thường chỉ được nói ra khi xúc động, dễ gây phản cảm đối với người phỏng vấn. Nếu gặp người phỏng vấn dễ tính, có thể họ sẽ không làm khó bạn. Nhưng nếu gặp phải người khó tính, họ sẽ hỏi bạn, vậy bạn nói xem bạn sẽ dùng cách nào, hoặc hướng phát triển mới của ngành này là gì? Khi đó bạn nhất định sẽ bối rối và không nói được gì cả, bởi vì tình hình thực tế rất cụ thể và phức tạp. Nếu bạn cứng đầu tiếp tục trả lời, sẽ chỉ khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tự giới thiệu chỉ là một trong những nội dung của một cuộc phỏng vấn. Bạn nên cố gắng thể hiện thực lực một cách khách quan, không khoa trương, không làm lộ nhược điểm. Vì như vậy, bạn và người phỏng vấn sẽ rất khó tiếp tục cuộc nói chuyện. Triệu đi phỏng vấn vào một công ty du lịch quốc tế. Khi tự giới thiệu, anh nói tôi rất thích du lịch, biết rõ về các danh lam thắng cảnh, tôi đã tới hầu hết các khu danh thắng trên cả nước. Những người phỏng vấn rất có hứng với điều này bèn hỏi, vậy anh đã đến Đà Lạt chưa? Bởi vì người phỏng vấn là người Đà Lạt nên rất hiểu về quê hương của mình, muốn nhân cơ hội này để kiểm tra kiến thức của Triệu. Triệu chưa bao giờ đến Đà Lạt nhưng trong lòng nghĩ, nếu nói mình chưa đến nơi nổi tiếng như vậy, thì lời mình vừa nói sẽ trở thành khoác lác. Vì vậy anh ta đánh liều trả lời đã đến rồi. Người phỏng vấn lại hỏi anh ở khách sạn nào. Triệu không trả lời được nên đành nói, khi đó tôi ở nhờ nhà một người bạn. Người phỏng vấn lại hỏi nhà bạn anh ở chỗ nào của Đà Lạt. Triệu không trả lời được, kết quả thế nào thì chúng ta đã đều đoán được. Những điều cấm kỵ khi tự giới thiệu trong phỏng vấn xin việc. Mục đích cơ bản khi người xin việc tự giới thiệu là khiến cho người phỏng vấn bước đầu hiểu về mình, sau đó là cố gắng để lại ấn tượng tốt đẹp để cuộc phỏng vấn được diễn ra thuận lợi, từ đó đạt được thành công. Vì thế, trong quá trình tự giới thiệu về mình, người xin việc phải cố gắng chú ý tránh phạm phải những lỗi sau đây. Cố gắng khoe khoang, tự giới thiệu phải rõ ràng, hợp lý. Khi bạn chưa hiểu rõ về sở thích cũng như tính cách của người phỏng vấn, không nên sử dụng từ ngữ quá màu mè, cũng không nên nói dông dài. Chỉ cần nói về kinh nghiệm chủ yếu là đủ. Cho dù kinh nghiệm của bạn có phong phú đến đâu cũng không cần cố thể hiện khi đang tự giới thiệu về mình. Cần phải biết người phỏng vấn là người lựa chọn nhân tài chứ không phải người nghe bạn kể chuyện. Tự giới thiệu nhất định phải để lại ấn tượng rõ ràng, logic cho nhà tuyển dụng. Dũng học ngành văn học đến xin làm biên tập viên cho một tờ báo. Anh muốn thể hiện tài năng văn học của mình ngay trong khi giới thiệu. Người phỏng vấn nói với anh hãy nói về mình đi. Dũng cảm thấy cơ hội của mình đã đến, anh hắng giọng nói với thanh điệu cao vút. Hơn 20 năm trước, vào một đêm mùa thu gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng khóc của tôi đã đánh thức cả một thị trấn yên bình ở miền Bắc. Trải qua tuổi thơ dữ dội và thời thiếu niên nông nổi, hào hứng bước vào thời kỳ thanh xuân với biết bao niềm vui, biết bao nỗi buồn đã giúp tôi hiểu thế giới này. Người phỏng vấn nghe xong liền nói, chúng tôi ở đây là nhà xuất bản chứ không phải câu lạc bộ thơ, anh hợp với việc làm thơ hơn. Tỏ ra đắc ý kiêu căng trong phỏng vấn xin việc khi người phỏng vấn sử dụng ngữ điệu và ngôn ngữ quá lời để khen bạn. Bạn nhất định phải đề cao cảnh giác, có thể trong lòng họ có điều không hài lòng với bạn. Ngữ điệu của họ thể hiện rằng họ không thể tiếp tục khi bạn giới thiệu nữa. Hoang là người có nhiều sở thích, trải qua nhiều nỗ lực, anh đã học được không ít tài nghệ. Một lần anh ứng tuyển vị trí giám đốc với một công ty thương mại, người phỏng vấn hỏi, hãy nói xem sở trường của anh là gì. Hoang cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để thể hiện mình. Anh quyết định nói về sở thích ca hát. Anh đã từng tham gia thi hát và giành được giải ba. Vì sở thích chạy bộ, anh đã giành vị trí thứ 10 trong cuộc thi marathon thành phố. Người phỏng vấn lập tức dành tặng cho Hoang lời khen. Anh thi hát được giải cơ à? Anh thật giỏi. Anh kiên trì chạy bộ như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Hoang không hiểu ý của người phỏng vấn, cho rằng mình thực sự đang được khen. Vậy là anh tiếp tục nói, đúng thế, tôi còn thích nuôi vịt. Sau cuộc phỏng vấn, Hoang đã không nhận được thông báo trúng tuyển. Xem ra ý nghĩa biểu đạt của lời khen, lời ngưỡng mộ rất phức tạp. Nó chưa chắc đã là tín hiệu đáng mừng, cũng không thể hiện chính xác nội tâm của con người. Nếu tỏ ra đắc ý, kiêu ngạo ngay sau khi nhận được lời khen, cho rằng mình đã gây được thiện cảm với người phỏng vấn, thì chắc chắn bạn sẽ thất bại. Cách tốt nhất là khi nói đến đề tài nào đó, trước tiên chỉ nói một điểm, đồng thời để ý thái độ của người phỏng vấn, tìm ra hàm ý thật ẩn sau lời khen rồi mới tiếp tục. Nếu trong lời nói của người phỏng vấn có ý châm chọc, thì bạn phải lập tức chuyển đề tài và tạo cơ hội bù đắp sau. Ngôn ngữ sáo rỗng. Lý tham gia phỏng vấn khi xin việc tại công ty thương mại. Khi tự giới thiệu về mình, anh nói, khi học đại học, tôi là bí thư của lớp.
năng lực tổ chức tốt, giao tiếp rộng rãi, có tinh thần cầu tiến, xã giao tốt, nhiều bạn bè. Mọi điều kiện của Lý đều không tồi, nhưng kết quả phỏng vấn lại thất bại. Xem xét nguyên nhân chủ yếu là do ngôn ngữ tự giới thiệu quá sáo rỗng, vô nghĩa. Khi tự giới thiệu, Lý sử dụng những từ trừu tượng như giao tiếp rộng, xã giao tốt. Những từ ngữ này không để lại ấn tượng với người phỏng vấn, do đó các ứng viên xin việc nên hạn chế sử dụng. Phỏng vấn là để tiếp thị bản thân, do đó nỗ lực thể hiện mình là có thể hiểu được. Thế nhưng khi tự giới thiệu nhất định phải khách quan, dùng ngôn ngữ thực tế đánh giá bản thân, không dùng từ ngữ trừu tượng. Người phỏng vấn thường chỉ tin những thành tích cụ thể, chứ không có hứng thú với những từ ngữ như năng nổ tổ chức tốt. Khi bạn tự giới thiệu về mình, nếu sau cụm từ năng nổ tổ chức tốt, bạn thêm một câu đã từng tham gia tổ chức giải bóng chuyền hữu nghị cấp trường và giành chức vô địch, có thể hiệu quả sẽ khác. Kỹ năng trả lời câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn xin việc. Cách thức và trình tự phỏng vấn của mỗi công ty là không giống nhau. Phong cách của người phỏng vấn cũng đa dạng. Câu hỏi phỏng vấn cũng khác nhau. Thế nhưng có một số câu hỏi mà người phỏng vấn thường thích hỏi. Do đó các ứng viên nên chuẩn bị trước câu trả lời cho những câu hỏi sau. Tại sao lại xin ứng tuyển vào công việc này? Tôi xin công việc này bởi vì tôi tin mình có thể cống hiến cho sự phát triển của công ty. Đồng thời tôi cũng tin quý công ty sẽ cho tôi một vị trí xứng đáng. Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hơn nữa năng lực của tôi khiến tôi tin rằng tôi có thể làm tốt công việc này. Đương nhiên tình hình của mỗi công ty là khác nhau. Khi gặp câu hỏi kiểu này bạn phải linh hoạt thay đổi theo tình hình thực tế. Nói khéo léo để tạo ấn tượng tốt đẹp với người phỏng vấn. Anh chị hiểu biết gì về công ty của chúng tôi? Trước khi phỏng vấn, bạn nên tìm hiểu về công ty nơi mình xin vào. Khi gặp câu hỏi này, ít nhất bạn phải trả lời được một số nội dung sau. Công ty hoạt động trong lĩnh vực gì? Có công ty con không? Có bao nhiêu chi nhánh? Có bao nhiêu nhân viên? Lợi nhuận hàng năm và địa vị so với các công ty cùng ngành. Ngoài ra, bạn còn phải tìm hiểu về một số thành tựu của công ty. Điều này sẽ dễ tạo thiện cảm cho người phỏng vấn. Bạn đã học những môn gì? Hãy liệt kê một vài môn học, trong đó có môn học liên quan tới vị trí công việc bạn đang xin vào. Đồng thời phải nói rõ chuyên môn của bản thân. Ví dụ máy tính, sử dụng máy tính hiện đại đã trở thành kỹ năng cơ bản của các ứng viên nên bạn phải nhắc tới. Nhưng nếu công việc của bạn không liên quan trực tiếp tới máy tính, thì bạn không cần phải nói rõ khả năng sử dụng máy tính của mình. Chỉ cần nói rõ bạn có thể sử dụng các phần mềm ứng dụng công việc là đủ. Bạn có muốn có sự nghiệp riêng không? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Nếu bạn trả lời có, thì nhất định phải cẩn thận. Câu hỏi tiếp theo sẽ là, vậy tại sao bạn không làm? Bạn nên chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi liên quan. Bạn có kinh nghiệm gì về công việc này? Đây là cơ hội tốt để thể hiện tài năng của bạn. Nhưng trước khi trả lời, phải xác định rõ ràng nói gì là quan trọng nhất. Nếu bạn không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì trong giai đoạn đầu của công việc, bạn nên hỏi. Sự suy nghĩ cẩn thận và năng lực phân tích của bạn sẽ được tôn trọng. Thông tin bạn có được sẽ tự nhiên giúp bạn mạnh dạn trả lời câu hỏi. Nhưng khi nói về những thành tựu đã đạt được, bạn nên khiêm tốn, tuyệt đối không khoa trương. Ngoài tiền lương, loại phúc lợi nào bạn quan tâm nhất? Hãy thành thật. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi phỏng vấn, bạn sẽ biết công ty tuyển dụng có những chế độ gì. Hãy trả lời với nội dung phù hợp nhất so với những gì họ có thể cho bạn. Bạn có những sở thích gì? Câu hỏi này mới nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Qua câu hỏi này, người phỏng vấn sẽ biết được liệu sở thích của bạn có làm ảnh hưởng tới công việc hay không. Bạn có thể trả lời, tôi thích đá bóng vào những ngày nghỉ, thích xem phim nhưng chưa bao giờ làm ảnh hưởng tới công việc. Hãy trình bày rõ lập trường của mình. Bạn cho rằng khuyết điểm lớn nhất của mình là gì? Khi trả lời câu hỏi này, tuyệt đối không nên tỏ ra thông minh mà nói rằng khuyết điểm lớn nhất của tôi là cầu toàn. Nhiều người cho rằng câu trả lời như vậy sẽ thể hiện mình xuất sắc, nhưng trên thực tế, câu trả lời đó sẽ đẩy bạn vào tình trạng nguy hiểm. Ai cũng có khuyết điểm, điều này chúng ta đều rõ. Nhưng khi bị hỏi câu hỏi này, bạn sẽ phải nói ra một vài khuyết điểm của mình, nhưng phải chú ý lựa chọn những khuyết điểm không ảnh hưởng tới công việc trong tương lai. Bạn sẽ cư xử như thế nào với cấp trên? Điều tôi coi trọng là hiệu quả của công việc. Tôi có khả năng giao tiếp tốt, có thể tạo mối quan hệ với bất cứ ai. Câu trả lời của bạn phải tập trung khẳng định bạn có khả năng giao tiếp tốt, cởi mở trong quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên. Lấy lợi ích của công ty làm nguyên tắc, tuyệt đối không tính toán những vấn đề cá nhân. Nếu vị trí công việc có sự thay đổi, bạn được sắp xếp làm công việc không như nguyện vọng ban đầu thì bạn có đồng ý hay không? Tôi sẽ cảm thấy tiếc nhưng tôi vẫn vui vẻ tuân thủ theo sự sắp xếp của công ty.
Tôi hiểu cơ bản về tác phong làm việc và lĩnh vực phát triển của công ty nên mới muốn xin vào. Vì thế cho dù làm việc gì, tôi cũng sẽ cố gắng để có thể học thêm nhiều kiến thức. Đương nhiên, nếu sau này có cơ hội thích hợp được làm công việc như mình mong đợi, tôi sẽ rất vui. Không có gì là tuyệt đối nếu bạn cảm thấy sự sắp xếp công việc không phù hợp với bạn. Bạn có thể nhẹ nhàng trình bày ý kiến của mình để đối phương hiểu bạn là ứng viên tốt nhất cho vị trí họ đang tuyển dụng. Với trình độ hiện tại của bạn, bạn có thể tìm việc ở một công ty tốt hơn. Không nhất thiết như vậy, tôi có thể sẽ tìm được một công ty khác tốt hơn công ty này, nhưng công ty đó lại không chú trọng bồi dưỡng nhân tài, cơ hội cũng không nhiều như công ty mình. Hoặc cũng có thể tôi không tìm được một công ty tốt hơn. Tôi nghĩ mình nên trân trọng những gì mình đang có. Đặc điểm của câu hỏi này là người phỏng vấn thường đặt ra các điều kiện giả thiết và yêu cầu ứng viên trả lời. Có lúc dù trả lời như thế nào cũng đều không ổn, khi đó bạn nên trả lời bằng ngôn ngữ chung chung. Nếu một công ty khác cũng nhận bạn vào làm, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Đương nhiên tôi hy vọng được làm việc ở công ty mình. Tôi tìm hiểu về công ty đã lâu. Nếu có được cơ hội, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Khi chưa có cơ hội cuối cùng, việc trả lời câu hỏi này là tương đối khó. Lúc này bạn tuyệt đối không được tỏ ra do dự. Hãy nhấn mạnh sự nhiệt tình và mong muốn được làm việc cho công ty mà bạn đang tham gia phỏng vấn. Người nhảy việc nên thận trọng khi trả lời nguyên nhân từ bỏ công việc cũ. Mỗi ứng viên nhảy việc khi tham gia phỏng vấn đều sẽ bị hỏi đến nguyên nhân quyết định từ bỏ công việc cũ. Khi gặp những câu hỏi kiểu này, không nên trả lời với thái độ thờ ơ. Hãy nêu một số nguyên nhân có tính chất phổ thông dễ thông cảm, như không có môi trường phát triển tài năng, đường đi làm xa, không đúng chuyên môn, kết hôn, bệnh tật. Thế nhưng có một số nguyên nhân khi trả lời nhất định phải thận trọng, tuyệt đối không tùy tiện nói ra bởi nó có thể gây trở ngại cho quá trình xin việc của bạn. Sếp cũ. Khi người phỏng vấn hỏi nguyên nhân bạn từ bỏ công việc trước, có phải là do mối quan hệ với sếp cũ hay không? Lúc này bạn tuyệt đối không nên đưa ra bất kỳ bình luận nào về người lãnh đạo trước đây của mình. Phải biết rằng những người đang phỏng vấn bạn có thể trở thành cấp trên của bạn trong tương lai. Nếu bạn nói xấu sếp cũ trước mặt họ, họ sẽ cho rằng bạn có thể nói xấu họ trước mặt người khác. Từ đó sẽ có thành kiến với bạn. Linh là một thư ký có kinh nghiệm và năng lực làm việc rất tốt. Nữ giám đốc nơi cô đang xin việc hỏi, cô xinh đẹp như vậy, chuyên môn giỏi, học vấn cao, vậy tại sao công ty cũ lại không thích cô? Linh mỉm cười, có lẽ tôi rời công ty cũ là do cơ duyên. Tôi chấp nhận cống hiến hết mình cho công ty, cũng không hy vọng họ sẽ thừa nhận công sức của mình. Tôi nghĩ nếu tôi làm việc ở đây, nhất định sẽ không phải cống hiến một cách vô nghĩa. Linh không nói sếp cũ tốt hay không, nhưng chỉ có một câu nói, thừa nhận công sức của mình đã giúp cô nhận được sự đồng tình. Kết quả Linh đã thuận lợi có được công việc mới. Một cá nhân muốn tồn tại trong xã hội thì phải giao tiếp với mọi người. Nhảy việc nhiều lần chứng tỏ bạn thiếu khả năng thích ứng trong công việc. Áp lực công việc quá lớn. Nhịp sống xã hội ngày nay rất nhanh, cạnh tranh rất khốc liệt. Đa số những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội đều phải chịu áp lực cạnh tranh ở mọi phương diện. Nhưng áp lực này yêu cầu chúng ta phải chịu trạng thái công việc cường độ cao. Nếu bạn nói áp lực công việc cũ quá lớn, không thể thích ứng, sẽ khiến cho đơn vị đang tuyển dụng nghi ngờ năng lực của bạn. Vĩ là phóng viên của một tờ báo kinh tế, công việc đòi hỏi anh mỗi tháng phải hoàn thành một số lượng tin bài nhất định về lĩnh vực điện gia dụng. Ngoài ra còn phải phụ trách phần quảng cáo. Tốt nghiệp khoa ngữ văn, Vĩ không hiểu biết nhiều về thị trường điện gia dụng. Phải viết bài về lĩnh vực này, anh cảm thấy quá khó và phải chịu nhiều áp lực. Vì thế, Vĩ xin làm phóng viên tin tức cho một tờ báo khác. Người phỏng vấn tuyển dụng hỏi anh tại sao lại cảm thấy công việc trước đây quá áp lực. Vị nói là một người trẻ tuổi, áp lực công việc nặng hay nhẹ không quan trọng. Điều quan trọng nhất là hy vọng tìm được một công việc phù hợp với sở trường của mình. Anh đã được nhận làm phóng viên tin tức cho tờ báo mới. Từ đó công việc của Vĩ luôn thuận lợi. Anh giành được nhiều thành tích và nhanh chóng được cân nhắc đến vị trí chủ nhiệm bộ phận tin tức. Theo đà phát triển nhanh chóng của xã hội, sự cạnh tranh khốc liệt luôn tồn tại trong nội bộ của các công ty trong mọi ngành nghề. Điều này là khó tránh khỏi. Là một nhân viên hiện đại, bạn nhất định phải có năng lực thích ứng với môi trường cạnh tranh khốc liệt đó. Thu nhập quá thấp, chế độ đãi ngộ không công bằng. Khi phỏng vấn công việc vào một công ty khác, nếu người phỏng vấn hỏi nguyên nhân bạn nhảy việc có phải là do vấn đề thu nhập không? Nếu bạn thành thật nói rằng bạn nghỉ việc ở nơi làm cũ vì mức lương quá thấp, như vậy người phỏng vấn sẽ cho rằng bạn đi làm chỉ vì tiền, quá tính toán cho bản thân. Người đó sẽ nghĩ nếu có một công ty khác trả lương cao hơn, nhất định bạn sẽ lại rời khỏi nơi này. Nếu suy nghĩ này hình thành, người phỏng vấn có thể sẽ không muốn tuyển dụng bạn nữa. Dương vốn làm công việc hành chính tại một công ty với mức lương thấp.
Khi đến xin việc ở đơn vị hiện tại, người phỏng vấn hỏi anh có phải anh cảm thấy lương ở công ty cũ quá thấp nên muốn đổi việc khác không? Dương trả lời, ở công ty cũ lương của tôi vẫn được coi là cao, nhưng điều quan trọng là tôi học chuyên ngành tài chính, có chức danh kế toán, do đó tôi làm việc ở vị trí kế toán là thích hợp nhất. Hiện nay, đa số các công ty đều thực hiện chế độ trả lương cho nhân viên theo doanh số, mục đích là dùng vật chất để nâng cao hiệu quả và thành tích công việc. Đồng thời, rất nhiều đơn vị cũng thực hiện chế độ bảo mật thu nhập của nhân viên. Vì vậy, khi được hỏi câu hỏi này, bạn phải nói rõ mức lương ở công ty cũ không cao, nhưng cũng phải nhấn mạnh đây không phải là lý do chủ yếu khiến bạn rời khỏi công ty cũ. Tuyệt đối không lấy lý do chế độ đãi ngộ bất công cho việc rời bỏ công ty cũ. Nếu biết cách trả lời, bạn sẽ có được mức lương cao ở công ty mới, cũng khiến người phỏng vấn thấy rằng bạn nghỉ việc không chỉ vì vấn đề tiền bạc. Các mối quan hệ phức tạp. Các công ty hiện đại thường coi trọng tinh thần đoàn kết tập thể, yêu cầu tất cả các nhân viên phải có năng lực làm việc nhóm. Nếu bạn tỏ ra nhút nhát hoặc trốn tránh các mối quan hệ với người khác, có thể bạn sẽ bị nghĩ là có tâm lý không tốt, sống khép kín, cô độc. Điều này sẽ gây trở ngại cho quá trình xin việc của bạn. Cách trả lời những câu hỏi nhạy cảm cho nữ giới khi xin việc. Ngày nay, nhiều phụ nữ đi xin việc do bị phân biệt giới tính nên thường gặp bất lợi, đặc biệt là những cô gái trẻ. Sắp hoặc mới kết hôn, khi gặp những câu hỏi nhạy cảm không biết phải trả lời như thế nào để thuận lợi vượt qua phỏng vấn và xin việc thành công. Lan đi phỏng vấn xin việc tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Giám đốc rất hài lòng về kinh nghiệm làm việc và năng lực của cô, nhưng lo ngại cô mới kết hôn, sẽ sinh con và ảnh hưởng tới công việc. Giám đốc hỏi cô, tôi rất hài lòng về các tố chất của cô, thế nhưng cô đã có gia đình rồi, phía công ty chúng tôi cần phải cân nhắc thêm. Lan nghe vậy suy nghĩ trong giây lát rồi nói, tôi cho rằng ông nói có lý, nếu tôi là ông, có thể cũng sẽ nghĩ như vậy. Chịu trách nhiệm chính về công ty, ai cũng muốn nhân viên, không lơ là vì công việc của gia đình, nhưng hiện tại tôi chưa có dự định sinh con. Tiếp đó, Lan chuyển chủ đề, cho dù tôi có quyết định sinh con ngay, chúng ta có thể nghĩ sự việc ở một góc độ khác. Có thể cách nghĩ của tôi không nhất định đúng, nhưng tôi nghĩ vẫn muốn nói ra để ông xem xét. Đối với công ty, điều quan trọng nhất là yêu cầu nhân viên có trách nhiệm với công việc. Tuy nhiên, trong cuộc sống, nếu chưa từng trải qua rèn luyện, thì liệu một con người có trách nhiệm cao trong công việc hay không? Tôi nghĩ một người mẹ và một cô gái chưa kết hôn sẽ có suy nghĩ khác nhau về trách nhiệm, công việc và cuộc sống. Hơn nữa, nhà tôi còn có bố mẹ đã về hưu chăm lo việc nhà. Tôi sẽ tuyệt đối không để việc của gia đình ảnh hưởng đến việc của công ty. Vì điểm này, xin giám đốc cứ yên tâm. Mặc dù Lan đã có đầy đủ tố chất cần thiết cho công việc, đơn vị tuyển dụng cũng rất hài lòng về cô, nhưng họ vẫn phải suy nghĩ về việc Lan đã có gia đình và có thể sẽ không tuyển dụng cô. Lời của giám đốc cũng đã trực tiếp thể hiện ý đồ của công ty. Trong tình huống không mấy khả quan này, Lan không hề tỏ ra bối rối. Đầu tiên có thể cô hiểu được sự đồng cảm với vị giám đốc khi cho rằng việc cô đã có gia đình sẽ ảnh hưởng tới công việc. Cô còn đứng trên lập trường của giám đốc để bày tỏ thái độ khiến cho ông rất bất ngờ, từ đó làm thay đổi suy nghĩ của ông. Lan đã thành công trong việc thuyết phục vị giám đốc tiếp tục lắng nghe ý kiến của mình, đồng thời không bỏ lỡ thời cơ chuyển chủ đề so sánh nêu bật sự khác biệt về trách nhiệm với công việc giữa phụ nữ đã có gia đình và chưa có gia đình. Khi vị giám đốc đã bị thuyết phục, ông bắt đầu đồng ý với lời nói của Lan. Lan nhân cơ hội này đã nói rõ, cô có bố mẹ đã về hưu chăm lo việc nhà, cô sẽ không để việc nhà làm ảnh hưởng đến công việc của công ty. Nghe những lời nói rất hợp lý của Lan, giám đốc vô cùng hài lòng, ông quyết định nhận cô vào làm việc. Khi đơn vị tuyển dụng ứng viên nữ, họ thường lo lắng việc hôn nhân và gia đình sẽ ảnh hưởng tới công việc. Do đó, khi phỏng vấn thường nêu ra nhiều câu hỏi có liên quan. Chính vì thế, bạn cần phải trả lời tốt những câu hỏi này thì sẽ có được công việc như mong muốn. Bạn nghĩ như thế nào về việc kết hôn muộn và sinh con muộn? Khi nhà tuyển dụng nêu câu hỏi này là muốn biết thái độ của bạn về mối quan hệ giữa công việc và hôn nhân. Bạn có thể trả lời như sau. Ai cũng hy vọng toàn vẹn cả đôi đường. Nhưng khi không thể trọn vẹn cả hai, việc đầu tiên tôi làm là sẽ không để ảnh hưởng tới công việc và lợi ích của công ty. Giải quyết vấn đề một cách lý trí. Chồng của tôi là người hiểu biết, anh ấy luôn hiểu và ủng hộ tôi. Vì điểm này xin công ty yên tâm. Bạn coi trọng gia đình hay sự nghiệp hơn? Tôi cho rằng bất kể là đối với ai, gia đình và sự nghiệp đều rất quan trọng. Thiếu một trong hai yếu tố này thì cuộc sống của người đó sẽ không hoàn chỉnh. Tôi đã có gia đình riêng của mình, nhưng tôi cũng đồng thời cho rằng mục tiêu lớn nhất của người phụ nữ hiện đại chính là sống cho đáng sống. Công việc rất quan trọng đối với người phụ nữ hiện đại. Đồng thời tôi tin rằng người chồng của tôi sẽ ủng hộ tôi. Câu trả lời này rất hoàn hảo, nhưng không hoàn toàn chính xác trong mọi trường hợp.
bạn phải căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của bản thân và trả lời một cách linh hoạt. Nếu công ty cử bạn đi công tác, bạn có thể đi được không? Công ty cử tôi đi công tác là yêu cầu cần thiết của công việc. Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của công ty. Hơn nữa, người nhà cũng rất ủng hộ tôi trong việc này. Mà cho dù người nhà không đồng ý thì tôi cũng sẽ thuyết phục họ. Câu trả lời này sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn rất coi trọng công việc. Nhưng nó cũng được coi là một sự mạo hiểm. Khi tự bản thân bạn không thể đi công tác, bạn sẽ rất bị động. Do đó khi trả lời nhất định phải để đường lui, không thể mù quáng tạo thiện cảm với đối phương. Theo những gì tôi biết, bạn và bạn trai của bạn ở cách xa nhau. Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào chưa? Sở dĩ tôi đến thành phố này là vì cảm thấy nơi đây có rất nhiều cơ hội và nó thu hút tôi. Trước khi đến đây, tôi đã bàn bạc với bạn trai của mình. Nếu tôi tìm được cơ hội phát triển mình ở thành phố này, thì anh ấy cũng sẽ đến đây tìm cơ hội. Khi người phỏng vấn hỏi câu hỏi này là muốn biết bạn có dễ dàng nhảy việc hay từ bỏ công việc vì một lý do gì đó hay không. Bởi vì mỗi công ty đều không hy vọng nhân tài mình bồi dưỡng bỏ đi nơi khác. Khi trả lời câu hỏi này, bạn không cần thiết phải nói quá nhiều, chỉ cần nói với đối phương của bạn, bạn là người rất ổn định là được. Đương nhiên, khi phỏng vấn xin việc, nữ giới sẽ phải đối mặt rất là nhiều câu hỏi nhạy cảm và những câu hỏi vừa nêu trên là trong một vài ví dụ điển hình. Tóm lại, khi trả lời câu hỏi, chúng ta phải linh hoạt, không coi nhẹ những vấn đề nhỏ, đơn giản, bởi chính những vấn đề đơn giản đó khiến rất nhiều ứng viên mất đi cơ hội làm việc. Những điều không nên nói khi phỏng vấn xin việc. Nhiều người trẻ tuổi khi tham gia phỏng vấn xin việc cho rằng người phỏng vấn vui vẻ trò chuyện nghĩa là họ có thiện cảm với ứng viên. Do đó tùy tiện nói nhiều điều với đối phương. Có lẽ bạn cảm thấy đây là cách thể hiện sự chân thành, nhưng đối phương sẽ có được rất là nhiều thông tin từ những lời nói của bạn. Những thông tin này có thể sẽ giúp đỡ bạn, nhưng cũng có thể gây trở ngại cho bạn. Do đó khi giao tiếp với người phỏng vấn, tuyệt đối không nên nói bừa. Sau đây là một số ví dụ về những điều bạn không nên nói khi phỏng vấn xin việc. Bạn không nên tiết lộ những tài liệu bí mật của công ty cũ, nếu không sẽ khiến người phỏng vấn cho rằng bạn là người không đáng tin. Người phỏng vấn sẽ nghĩ bạn có thể tiết lộ tài liệu mật của công ty cũ, vậy sau này cũng có thể tiết lộ tài liệu mật của công ty tôi. Tôi không dám tuyển bạn bởi tôi không muốn thuê một đặc vụ. Những thành kiến về giới tính và chủng tộc. Bạn có thể cho rằng người phỏng vấn có chung quan điểm với mình. Thực ra làm vậy là bạn đang đào hố để chôn mình, bởi môi trường công sở không cho phép tồn tại sự kỳ thị giới tính, chủng tộc. Không nên khoe khoang về con cái. Có thể trên bàn làm việc của người phỏng vấn có để ảnh gia đình. Trong túi của bạn cũng có nhiều ảnh của con mình, nhưng chủ đề con cái không phù hợp trong hoàn cảnh một buổi phỏng vấn xin việc. Không nên đề nghị lấy giúp hoặc mua giúp người phỏng vấn thứ gì hoặc loại hàng hóa gì đặc biệt. Ví dụ, tôi có thể giúp chị mua một cái máy tính đang giảm giá. Có thể đây là thực tế, nhưng trong hoàn cảnh khác, nó sẽ thể hiện sự nhiệt tình của bạn. Trong buổi phỏng vấn, việc làm này giống như bạn đang tìm cách lấy lòng của đối phương. Không nên nói bạn ghét môn toán hoặc môn vật lý thế nào. Mặc dù bề ngoài nó có vẻ không liên quan gì tới công việc, nhưng các môn học tự nhiên có thể hiện năng lực logic của một người. Không nên thường xuyên nhắc đến tên của một nhân vật tầm cỡ. Ví dụ, bạn luôn khoe khoang ông chủ trước đây của bạn là một nhà kinh tế nổi tiếng. Bạn đã từng giúp ông ấy làm rất nhiều việc. Giả sử bạn thực sự là bạn của một nhân vật nổi tiếng, hãy lưu tâm để không gây ấn tượng bạn là người khoe khoang về bản thân. Bởi bạn không biết được thái độ của người phỏng vấn về vấn đề đó như thế nào. Dành quá nhiều lời khen cho người phỏng vấn. Có thể bạn thực sự khâm phục người đó, nhưng trong tình huống này, lời khen của bạn có thể sẽ dễ bị hiểu lầm. Đương nhiên, bạn có thể nói, được gặp anh tôi rất vui, cảm ơn anh. Không nên nói quen biết với ai trong công ty mình đang xin việc. Ví dụ, tôi đang quen anh X, chị Y trong một công ty này. Tôi là bạn học của X, chúng tôi rất thân nhau. Người phỏng vấn sẽ dễ bị mất cảm tình với bạn. Nếu người bạn quen là cấp trên của người phỏng vấn hoặc có chức vị cao hơn người phỏng vấn, thì đối phương sẽ cảm thấy bạn đang gây áp lực. Cho dù bạn được tuyển dụng thì điều đó cũng không hay. Nếu người phỏng vấn và người bạn quen biết có mối quan hệ không tốt, thậm chí mâu thuẫn, thì chắc chắn kết quả phỏng vấn của bạn sẽ không khả quan. Không nên nói năng thiếu logic. Khi người phỏng vấn hỏi, hãy nói cho tôi biết một vài kinh nghiệm về sự thất bại của bạn. Tôi không nhớ mình đã từng thất bại. Nếu bạn nói như vậy thì thực sự không logic. Một ví dụ khác, bạn có thể làm được công việc gì? Tôi có thể đảm nhận mọi công việc. Trả lời như vậy cũng không phù hợp với thực tế. Không nên oán trách, tuyệt đối không nên oán trách trước mặt người phỏng vấn. Phải biết rằng, người phỏng vấn nào cũng thích một người bao dung độ lượng. Khéo léo yêu cầu mức lương khi phỏng vấn xin việc.
Khi phỏng vấn xin việc, chúng ta không thể né tránh vấn đề lương bổng. Mức lương của một người có liên quan tới năng lực, khả năng và sự cống hiến của người đó. Do đó, khi trả lời câu hỏi về vấn đề tiền lương, bạn không thể trả lời qua loa, phải có sách lược và phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Khi đơn vị tuyển dụng chưa hiểu nhiều về bạn, nếu yêu cầu lương quá cao, sẽ khó có thể chấp nhận. Còn nếu yêu cầu lương thấp thì bạn sẽ bị thiệt thòi. Do đó, trước khi đưa ra yêu cầu về mức lương, bạn phải làm được một số điều sau đây. Trước khi phỏng vấn, phải tìm hiểu mức lương trung bình của công việc bạn đang ứng tuyển, tìm hiểu về chính sách của công ty, chủ động nêu ra mức lương bạn hy vọng có được, cố gắng tìm hiểu xem tiền lương mà đơn vị tuyển dụng trả cho bạn là cố định hay có sự biến động. Trước khi phỏng vấn, bạn nên tìm hiểu về các chế độ trợ cấp, phúc lợi của công ty. Sau khi tìm hiểu và nắm được những điều trên, bạn có thể bắt đầu nói về vấn đề tiền lương với đơn vị tuyển dụng. Nhưng phải nói thế nào cho khéo léo? Trong quá trình thỏa thuận mức lương với đơn vị tuyển dụng, nếu đơn vị tuyển dụng muốn bạn đưa ra yêu cầu, bạn có thể nói về mức lương mong muốn. Điều này yêu cầu bạn phải có sự tính toán chính xác, hiểu được tiêu chuẩn và chức vụ của mình đang xin vào và hình thành nên một con số án chừng. Đồng thời, bạn không nên quên các khoản phúc lợi như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp đi lại, chế độ tăng lương, v.v. Giả sử khi phỏng vấn, người phỏng vấn hỏi mức lương ở công ty cũ của bạn là bao nhiêu, bạn nhất định phải trả lời thận trọng. Tốt nhất nên nói với đối phương, mức lương cũ không quan trọng, quan trọng là năng lực làm việc của tôi. Nếu lương cũ của bạn quá thấp, việc trả lời thẳng thắn sẽ không có lợi cho bạn. Thỏa thuận về tiền lương không giống các thỏa thuận khác. Bạn luôn muốn nâng cao điều kiện của mình trong khi đối phương tìm cách hạ thấp nhất có thể. Làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, sẽ không mang lại điều gì có lợi. Nếu đối phương có ý muốn hạ thấp mức lương yêu cầu của bạn, hãy tìm cách chuyển chủ đề sang kế hoạch làm việc, cách thức làm việc nếu bạn được tuyển dụng. Điều này sẽ giúp giải tỏa không khí căng thẳng. Lúc này bạn nên thể hiện năng lực và suy nghĩ của mình về công việc trong tương lai nhằm gây ấn tượng tốt với đối phương. Ngoài ra bạn cũng đồng thời khéo léo đưa ra yêu cầu về mức lương của mình. Mọi công ty đều hy vọng các ứng viên có hứng thú với công việc họ xin vào, chứ không đơn thuần đi làm việc kiếm tiền. Vì thế, chỉ cần người tuyển dụng cảm thấy không bị thiệt khi tuyển bạn, thì việc trả lương cao cũng không khó khăn gì. Bạn có thể nói về khả năng, kinh nghiệm của mình, đề nghị lãnh đạo giao cho bạn nhiều việc, thậm chí nâng cao chức vụ để tạo cơ hội được tăng lương. Mức lương lý tưởng là mức lương mà cả người xin việc và công ty tuyển dụng đều chấp nhận. Người ứng tuyển nên thể hiện sự linh hoạt. Sau khi thỏa thuận về chế độ tiền lương, nhất định phải viết điều khoản này vào hợp đồng. Ý thức kinh tế của con người ngày càng mạnh mẽ. Người xin việc thời nay không giống như trước đây, thường ngại ngùng khi đề cập tới mức lương mong muốn. Rất nhiều người lấy mức lương làm tiêu chuẩn quan trọng để xin việc, thậm chí còn là tiêu chuẩn đầu tiên. Tuy nhiên, không nên bỏ qua yếu tố môi trường công việc và việc bạn có thể thực hiện được giá trị của mình hay không. Nếu không, cuộc phỏng vấn chắc chắn sẽ bị thất bại. Chương 8. Cách giao tiếp với lãnh đạo để dành cơ hội phát triển nghề nghiệp. Trong công việc, lãnh đạo là người chỉ huy, cũng là người nắm quyền. Giao tiếp khéo léo với lãnh đạo là điều kiện tiền đề giúp bạn thuận lợi trong công việc. Nó yêu cầu bạn phải nắm vững các kỹ năng ngôn ngữ. Chỉ có khi được mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, bạn mới có cơ hội thành công trong nghề nghiệp. Kỹ năng giao tiếp tạo mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo. Tại chốn công sở, ai cũng hy vọng có được mối quan hệ tốt đẹp, tạo được thiện cảm với lãnh đạo, bởi như vậy sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, dễ dàng triển khai mọi công việc. Tuy nhiên, việc xây dựng mối quan hệ tốt với lãnh đạo là một việc làm rất khó. Đa số mọi người đều rất tôn trọng lãnh đạo, do đó khi giao tiếp vô cùng tôn trọng, lễ phép. Thế nhưng vẫn còn nhiều hiểu nhầm về vấn đề xây dựng mối quan hệ tốt với lãnh đạo. Một số người cho rằng giải quyết quan hệ cấp trên, cấp dưới là việc của lãnh đạo. Kết quả là không nhận được sự ưu ái, chỉ có thể tự trách. Chuyện công việc thì dễ, nhưng chuyện con người thì khó. Một số người lại cho rằng xây dựng mối quan hệ tốt với lãnh đạo chính là nịnh nọt, hối lộ. Lấy lòng nên tự đánh mất nhân cách. Điều này không những không có lợi cho công việc mà còn khiến hai bên đều khó xử. Thực tế, xây dựng và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo là một việc làm đúng đắn. Để làm được điều này, mỗi người cần phải nắm một số kỹ năng. Tập trung tinh thần. Trong thực tế, hầu hết những người trẻ tuổi mới đi làm khi nói chuyện với lãnh đạo đều dễ bị căng thẳng và thường để ý xem lời nói của lãnh đạo về mình như thế nào. Chứa thông tin phê bình hay khen ngợi mà quên mất mình nên nghĩ gì, nói gì. Vì thế, không những không hiểu rõ nội dung lời lãnh đạo nói mà còn khiến bản thân rơi vào thế bị động. Thực tế, khi nghe lãnh đạo nói chuyện, không những phải nghe rõ nội dung là gì mà còn phải hiểu rõ ý nghĩa đúng của lời nói đó.
Như vậy, bạn mới có thể tổng hợp bao quát ý nghĩa và đưa ra phản ứng thích hợp. Để làm được điều này, bạn phải quên đi sự căng thẳng, tập trung chú ý vào nội dung những điều lãnh đạo đang nói. Sau khi lãnh đạo nói xong, bạn có thể trình bày suy nghĩ và làm rõ thêm vấn đề đó. Không nhất định phải phức tạp, cho dù câu trả lời có rõ ràng hay không, nhưng điều quan trọng nhất là bạn thể hiện được, bạn thực sự chú ý và nắm được nội dung của người đó nói. Bạn có thể dùng cách nói đơn giản để tóm tắt những điều lãnh đạo đã nói. Vô tư cống hiến ý tưởng và suy nghĩ. Khi giao tiếp với lãnh đạo, hãy để người đó biết được ý kiến và suy nghĩ của bạn về công việc. Ví dụ, trước khi tổ chức hội nghị công ty, hãy kịp thời cung cấp thông tin để cấp trên liên tục cập nhật thông tin và hiểu được những thông tin đó. Đồng thời, những thông tin cung cấp phải là thông tin lãnh đạo cần sử dụng. Hãy vô tư cống hiến những ý tưởng và suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ không bao giờ bị thiệt. Có người đã từng nói, một người vô tư, vui vẻ cống hiến, chia sẻ thành quả với người khác sẽ có thể đưa ra nhiều ý tưởng có lợi cho thế giới. Xét trên khía cạnh nào đó, khi lãnh đạo của bạn có hình tượng tốt, hình tượng của bạn chắc chắn cũng được nâng cao. Luôn giữ thái độ chừng mực. Khi tiếp xúc với lãnh đạo phải lễ phép, khiêm tốn, tuyệt đối không được tỏ ra thái độ coi thường. Tất cả những người lãnh đạo hiểu biết đều không coi trọng. Những nhân viên không có chính kiến, bạn nên giữ thái độ chừng mực. Trong một số trường hợp, đừng nên nói sơ lược về quan điểm trái ngược với mình. Chỉ cần bạn phát biểu trên góc độ công việc, nói có lý thì lãnh đạo chắc chắn sẽ phải suy nghĩ. Chủ động chào hỏi lãnh đạo là cấp dưới. Việc tích cực chủ động trò chuyện với lãnh đạo sẽ có thể dần bỏ xóa những khoảng cách giữa hai bên và giúp xây dựng mối quan hệ hòa hợp, tốt đẹp. Điều này có thể giúp bạn gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Thích ứng với ngôn ngữ của lãnh đạo. Nên tìm hiểu về tính cách, sở thích và thói quen ngôn ngữ của lãnh đạo. Có những vị lãnh đạo có tính cách vui vẻ, thoải mái. Có vị thì trầm ngâm, ít nói. Có người thì có sở thích, khống chế và thống trị. Bất cứ ai có hành động xâm phạm tới địa vị, quyền lực đều sẽ lãnh hậu quả. Chọn cơ hội thích hợp để trò chuyện cùng lãnh đạo. Một vị lãnh đạo phải suy nghĩ rất nhiều việc, vì thế việc trò chuyện với họ phải được tiến hành trong thời điểm thích hợp. Giả sử bạn có rắc rối cá nhân, không nên trình bày với lãnh đạo khi người đó đang đau đầu giải quyết rắc rối công việc. Nếu bạn không biết khi nào cấp trên có thời gian rỗi, thì có thể gửi cho người đó một tờ giấy trên đó có viết các vấn đề chính. Sau đó, xin gặp mặt hoặc có thể gửi một tờ giấy xin hẹn gặp với thời gian và địa điểm rõ ràng. Như vậy sẽ tiện cho lãnh đạo sắp xếp thời gian, lại bảo đảm được không làm phiền công việc của người đó. Chuẩn bị kỹ nội dung giao tiếp. Khi trình bày việc gì đó với lãnh đạo, cố gắng nói rõ ràng, tách bạch mọi nội dung. Nếu có vấn đề cần xin chỉ thị, thì trước tiên phải chuẩn bị sẵn hai phương án. Phân tích các phương án để lãnh đạo dễ đưa ra quyết định. Vì thế, trước tiên phải chuẩn bị chu đáo để trả lời mọi câu hỏi liên quan mà cấp trên nêu ra. Nếu lãnh đạo đồng ý với một phương án nào đó, bạn nên nhanh chóng hoàn thành phương án bằng văn bản để phê chuẩn. Hãy giúp lãnh đạo của bạn nêu ra tính khả thi của vấn đề. Một số người mặc dù chưa xác định rõ nội dung cần nói nhưng đã vội vàng đi gặp lãnh đạo. Kết quả đương nhiên không tốt. Tầm quan trọng của việc chủ động giao tiếp và báo cáo công việc với lãnh đạo. Xã hội hiện đại yêu cầu chúng ta phải luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Có giao tiếp thì việc bạn làm mới được người khác biết đến, mới có thể hoàn toàn thể hiện khả năng của bạn. Trong mọi công việc cũng vậy, đặc biệt là những thanh niên trẻ mới đi làm. Đừng coi việc giao tiếp hoặc báo cáo công việc với lãnh đạo là việc khó. Báo cáo công việc và giao tiếp là điều mà bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ có như vậy mới có thể khiến lãnh đạo kịp thời thấy được thành tích của bạn, hiểu bạn và tạo điều kiện giúp đỡ công việc của bạn. Báo cáo công việc hợp lý giúp tăng cường quan hệ với lãnh đạo. Những người làm lãnh đạo thường coi trọng hai điểm. Thứ nhất là cấp trên của họ có tin tưởng họ hay không. Thứ hai là cấp dưới có tôn trọng họ hay không. Một yếu tố quan trọng giúp phán đoán cấp dưới có tôn trọng lãnh đạo hay không chính là việc cấp dưới có thường xuyên báo cáo kết quả công việc với lãnh đạo không. Trong công việc, cấp trên và cấp dưới thường hình thành một loại mâu thuẫn. Một mặt, cấp dưới muốn làm việc độc lập trong điều kiện không bị can thiệp. Mặt khác, lãnh đạo luôn có sự không yên tâm về công việc giao cho cấp dưới. Đối với những vị lãnh đạo dễ tính, họ sẽ không suy nghĩ gì khi cấp dưới không báo cáo kết quả công việc, mà chỉ đơn giản cho rằng có thể do công việc quá bận, không có thời gian báo cáo hoặc do các nguyên nhân khác. Nhưng đối với các vị lãnh đạo khó tính, nếu phát hiện cấp dưới không báo cáo kết quả công việc, thì sẽ có suy nghĩ rằng liệu có phải nhân viên dưới quyền không coi trọng họ, hoặc liệu có phải nhân viên cấp dưới không phục sự quản lý của họ.
Một khi lãnh đạo hình thành suy nghĩ này, họ sẽ dùng quyền lực trong tay để bảo vệ lòng tự trọng và tạo ra những điều bất lợi cho cấp dưới. Để tránh xảy ra những tình trạng này, bạn nên thường xuyên báo cáo kết quả công việc để lãnh đạo kịp thời hiểu tiến độ công việc của bạn và hiểu bạn gặp những khó khăn gì. Một nhân viên cấp dưới thông minh phải hiểu rằng khi hoàn thành công việc phải lập tức báo cáo cho lãnh đạo. Khi tiến hành công việc tới một mức độ nào đó, hãy báo cáo tiến hình và tiến triển để dự báo thời gian hoàn thành công việc. Kịp thời báo cáo công việc, giao lưu tiếp xúc với lãnh đạo chính là kỹ năng dùng ngôn ngữ khéo léo. Điều này để điều chỉnh trạng thái tâm lý, tạo ra không khí hòa đồng. Khi báo cáo công việc, trước tiên phải tạo ra bầu không khí có lợi cho việc báo cáo. Trước khi báo cáo, có thể mở đầu bằng những cuộc trò chuyện nhỏ về các chủ đề đơn giản. Đây không chỉ là sự lễ độ cần có, mà người báo cáo có thể nhân cơ hội này ổn định cảm xúc để đi vào vấn đề chính một cách rõ ràng, mạch lạc nhất. Những điều này tưởng rằng rất thông thường nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đi từ trừu tượng đến cụ thể. Khi báo cáo, phải đảm bảo trình tự logic nhất định. Nói đến đâu rõ ràng đến đó. Đầu tiên có thể nói tổng quát vấn đề, sau đó đi vào từng góc độ như cách thức làm việc, các điểm trọng tâm, vấn đề tồn tại, kết quả và thành quả có được, tạo đột phá. Việc báo cáo qua loa không có trọng điểm, thể hiện sự nông cạn. Thông thường người báo cáo sẽ quen thuộc và hiểu vấn đề toàn diện hơn người quản lý. Hãy nắm chắc quá trình công việc, phân tích ví dụ điển hình, tổng kết và đưa ra kỳ vọng. Tạo đột phá trong báo cáo sẽ giúp bạn thể hiện được bản lĩnh ở cương vị của mình. Bổ sung thiếu sót. Khi báo cáo công việc với lãnh đạo, có lúc bạn sẽ mắc lỗi, ví dụ như không nắm chắc vấn đề, sẽ thiếu sót một số nội dung. Khi mắc lỗi này, bạn có thể chọn cách cung cấp thêm tư liệu hoặc tổ chức các hoạt động tạo cơ hội tiếp xúc để bổ sung hoặc sửa đổi báo cáo. Thường xuyên trao đổi với lãnh đạo, đảm bảo hoàn thành công việc trọn vẹn. Sau khi được giao một nhiệm vụ, trong quá trình hoàn thành, hãy kịp thời tiến hành trao đổi với lãnh đạo. Điều này sẽ có lợi cho việc bạn hoàn thành công việc đúng thời gian, đồng thời đảm bảo chất lượng công việc. Khi bạn trao đổi ý kiến với cấp trên, nhất định phải làm được một số điều sau. Hỏi rõ nhiệm vụ công việc của mình. Nếu bản thân bạn không hiểu lãnh đạo yêu cầu mình làm gì, thì bạn sẽ không thể hoàn thành công việc, càng không thể truyền đạt chỉ thị của cấp trên cho những đồng nghiệp xung quanh. Nếu như trong chỉ thị có tồn tại bất cứ vấn đề hay điểm nào chưa rõ ràng, trước khi bắt tay vào công việc phải hỏi cho rõ. Việc đặt câu hỏi sau khi đã suy nghĩ không những giúp bạn có thể hiểu rõ hơn việc mình đang phải làm, mà có thể khiến cấp trên cân nhắc về những yêu cầu của bạn. Hãy dành vài phút để làm rõ yêu cầu, chỉ thị, vừa có thể tiết kiệm thời gian lại đảm bảo hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Nhanh chóng thích ứng với vị trí công việc. Việc sử dụng người của bất cứ công ty nào cũng vậy, thực chất chính là một loại đầu tư. Đầu tư phải có lãi thì mới có thể tạo ra giá trị cho công ty đó. Các công ty hiện đại đều rất chú trọng đến hiệu suất công việc. Khi bạn mới vào tạm tại một công ty, môi trường công việc và vị trí công việc mới không thể thay đổi theo bạn, thì hãy tích cực thay đổi để thích ứng với môi trường. Cho dù bạn có xuất sắc như thế nào ở vị trí của công việc cũ, nhưng khi bước vào vị trí công việc mới, nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu đặc điểm môi trường mới và thích ứng với nó trong thời gian sớm nhất. Nói tóm lại, trong công việc phải kịp thời báo cáo và tích cực trao đổi thông tin với cấp trên, đảm bảo có mối quan hệ hòa hợp với lãnh đạo. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cấp trên thấy được thành tích và tiến bộ của bạn trong công việc. Thông qua những thông tin có được từ lãnh đạo, bạn sẽ đưa ra được các ý kiến và để đề lên với cấp trên để họ chỉ đạo và điều chỉnh, đảm bảo bạn có thể thuận lợi trong công việc. Kỹ năng chỉ ra lỗi sai và nêu kiến nghị với lãnh đạo. Trong công việc, lãnh đạo cũng có lúc mắc lỗi lầm. Là cấp dưới, chúng ta nên chỉ ra và giúp lãnh đạo sửa sai để tránh gây tổn hại cho công ty. Đương nhiên, theo tư duy thông thường, cần phải nói thẳng và chân thành khi chỉ ra lỗi sai của người khác. Nhưng xét trên góc độ tâm lý, những người bảo thủ làm lãnh đạo, nếu bị cấp trên chỉ ra lỗi sai hoặc nêu ý kiến trái ngược, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận. Việc tranh luận với cấp trên có thể sẽ khiến cả hai rơi vào tình trạng bối rối hoặc căng thẳng. Do đó, khi chỉ ra lỗi sai hoặc đề đạt ý kiến với lãnh đạo, bạn phải thật khéo léo để vừa đạt được mục đích lại không làm đối phương bối rối. Vui vẻ chỉ ra lỗi sai của lãnh đạo. Khi chỉ ra lỗi sai của cấp trên, không nên sử dụng ngôn ngữ gay gắt. Bởi bạn phải tôn trọng lãnh đạo, phải giữ sự uy nghiêm và thể diện cho lãnh đạo. Do đó, chúng ta phải nắm được kỹ năng, có thể kể một số câu chuyện cười, rồi nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai của cấp trên,
Trong lúc trò chuyện, cách làm này không chỉ khiến lãnh đạo vui vẻ tiếp nhận ý kiến mà còn không gây ra sự bối rối cho hai bên. Chế độ đãi ngộ của công ty nọ rất kém nên đời sống của nhân viên vô cùng khó khăn. Lãnh đạo công ty không muốn cải thiện chế độ đãi ngộ vì cho rằng nhân viên cấp dưới không có tài, không tâm huyết với công ty và không cố gắng làm việc. Khi có ai đó so sánh với các công ty khác cùng lĩnh vực, vị lãnh đạo nói, nhân viên của những công ty đó đều rất xuất sắc, không giống như đội ngũ nhân viên của công ty chúng ta. Một ngày, người quản lý công ty nhân lúc thấy ngày càng nhiều người đi làm muộn bèn nói với lãnh đạo, nhân viên của công ty chúng ta không thể đi làm đúng giờ. Lãnh đạo hỏi tại sao, vị quản lý trả lời, nếu đi taxi thì quá đắt, đi xe buýt thì quá đông, không chen lên nổi. Còn tiền phí xe đưa đón hàng tháng của công ty cũng không thể chi trả nổi. Không biết họ phải làm như thế nào để giải quyết vấn đề này, vị cán bộ quản lý thở dài. Ra vẻ khó nghĩ, như không tìm được cách giải quyết, lãnh đạo liền nói, sao không đi bộ, vừa không mất tiền lại được rèn luyện sức khỏe. Đó chẳng phải là cách hay sao? Nhân viên quản lý lắc đầu, không được, đi bộ nhiều quá, giày dép rách hết rồi, họ sẽ không mua nổi đôi mới. Tôi có một cách này, hy vọng lãnh đạo sẽ phê duyệt, chúng ta kêu gọi mọi người đi chân đất. Đi bộ, đi làm, như vậy chẳng phải vấn đề đã được giải quyết hay sao? Ai bảo số họ khổ, sinh ra vào thời điểm này làm gì? Ai bảo họ không đi tìm con đường phát tài, lại chịu làm nhân viên quèn? Ông vừa nói vừa cười, nói đến nỗi khiến vị lãnh đạo phải xấu hổ và đành chấp nhận cải thiện chế độ đãi ngộ cho nhân viên. Nhân viên quản lý của công ty đã dùng cách nói quá để thể hiện sự suy nghĩ thực tế và đạt được mục đích khiến lãnh đạo nhận ra cái sai của mình. Ông đã trách móc các nhân viên, nhưng thực chất là đang cố gắng thể hiện nỗi lo lắng của họ. Dùng cách nói ngược để ám chỉ chế độ đãi ngộ của công ty quá thấp, sử dụng ngôn ngữ với màu sắc hài hước, cách nói nhẹ nhàng sẽ khiến đối phương dễ dàng tiếp thu, nhận ra cái sai của mình, lắng nghe ý kiến và đưa ra hành động thay đổi. Đương nhiên, sử dụng cách nói này phải chừng mực, hợp lý, không nên quá lộ liễu để không khiến đối phương cảm thấy bị chăm chọc. Nếu quá nặng lời sẽ gây ra phản cảm, thậm chí khiến đối phương nổi giận và không đạt được kết quả như mong muốn. Khéo léo nêu kiến nghị với lãnh đạo. Tại chốn công sở có một hiện tượng như thế này. Đối với công việc, nhiều khi người cấp trên không hiểu bằng người cấp dưới, lãnh đạo không hiểu bằng nhân viên nhưng lại thường tạo áp lực. Nếu bạn là một nhân viên thông minh, khi gặp một vị lãnh đạo như vậy, bạn sẽ làm gì để bản thân không phải chịu áp lực mà lãnh đạo lại vui vẻ tiếp nhận ý kiến của bạn? Mặc dù lãnh đạo của bạn không phải là người không có tài, nhưng người đó không phải cái gì cũng biết, có một số vấn đề mà lãnh đạo cũng không giải quyết nổi. Chính vì thế mà các vị lãnh đạo rất cần cấp dưới đề đạt những ý kiến hay. Đối với những nhân viên dám nói thẳng, điều khiến lãnh đạo đau đầu không phải ý kiến nhân viên đề đạt khó chấp nhận, mà là cách họ nêu ý kiến không thể chấp nhận được. Ví dụ, giám đốc, quan điểm ông vừa nói hoàn toàn sai lầm, tôi thấy nên giải quyết như thế này. Hoặc, giám đốc, tôi không dám tán thành với cách làm của ông, tôi cho rằng nên. Lời nói như vậy đã phủ định hoàn toàn cách nghĩ hoặc cách làm của lãnh đạo, không cần phải là cấp trên, cho dù là đồng nghiệp hay bạn bè của bạn, cũng đều rất khó chấp nhận cách nói này. Bạn khiến lãnh đạo mất mặt, họ sẽ tự nhiên không hài lòng về bạn. Khả năng ý kiến của bạn bị gạt bỏ là rất lớn. Vì thế, khi đưa ra kiến nghị, chúng ta nhất định phải thận trọng, khéo léo, để lãnh đạo chấp nhận và không gây phản cảm. Đầu tiên, bạn phải khẳng định những điểm mình tán đo thành trong suy nghĩ hoặc trong lời nói của lãnh đạo. Sau đó, hãy khẳng định lại và bày tỏ sự đồng tình. Tiếp sau đó, hãy nêu ý kiến mang tính chất xây dựng. Lúc này, ý kiến của bạn sẽ được vui vẻ tiếp nhận. Trong một cuộc họp của công ty nọ, Mai không hài lòng với cách giải quyết chất lượng sản phẩm của giám đốc. Khi giám đốc xin ý kiến của mọi người, Mai nói, giám đốc nói đúng. Chúng ta nhất định phải coi trọng chất lượng sản phẩm. Đây là vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết. Tôi cho rằng ngoài ra chúng ta cần phải nâng cao ý thức của công nhân. Theo tôi quan sát, thì hiện tại ý thức công nhân của công ty chúng ta không cao nên ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công việc. Nhất định phải lưu ý chuyện này, nếu không vấn đề chất lượng sản phẩm sẽ khó mà giải quyết tận gốc. Tôi nghĩ nếu chúng ta rèn luyện ý thức chất lượng cho công nhân thấy công ty coi trọng vấn đề đó thì tự khắc sẽ có ý thức. Nếu có thể làm như vậy, chúng ta sẽ không mất nhiều công sức, công ty cũng có thể phát triển nhanh chóng. Nghe những lời này thì giám đốc gật đầu liên tiếp và tiếp nhận ý kiến của Mai, có vẻ rất hài lòng về việc Mai dám thẳng thắn đề đạt ý kiến. Một điều nên nhớ là tuyệt đối không thay đổi quan điểm ngay khi thấy biểu hiện không hài lòng của lãnh đạo. Hãy kiên trì nêu ý kiến của mình. Chỉ cần bạn nói có lý và lấy được ví dụ cụ thể để chứng minh rằng ý kiến của mình có tính khả thi, thì lãnh đạo sẽ hiểu tấm lòng của bạn.
Ngoài ra, trước mặt lãnh đạo, tốt nhất bạn không nên thể hiện tôi thông minh hơn ngài. Để đạt ý kiến kết hợp, xin chỉ đạo là sự lựa chọn tốt nhất. Trong một buổi họp, cả công ty đang cùng thảo luận một phương án. Mọi người lần lượt phát biểu ý kiến. Lưu nói, tôi cho rằng phương án này vẫn nên thêm một điểm. Cả hội trường không ai phản ứng gì. Đến lượt Lý phát biểu, anh nói, tôi đã suy nghĩ về nhiều mặt của phương án này, cho rằng một trong số những điểm chưa thực sự tốt. Tôi nêu ra đây, nếu có gì không thỏa đáng, xin các vị lãnh đạo cho ý kiến. Đối với ý kiến của Lưu, các vị lãnh đạo chỉ nghe chứ không bày tỏ thái độ gì. Còn đối với suy nghĩ của Lý, các lãnh đạo đã nghe và xem xét. Kể từ đó, đối với công việc của công ty, các lãnh đạo thường lấy ý kiến của Lý. Nguyên nhân là Lý nắm được tâm lý lãnh đạo, biết cách nêu ý kiến mà không làm tổn hại tới vị trí của lãnh đạo. Đương nhiên, khi chúng ta đề đạt ý kiến, nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong một tập thể, mỗi thành viên đều có những quan điểm và đều tin rằng nếu ý tưởng của mình được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao trong công việc. Những người tâm huyết với công việc luôn tích cực đề đạt ý kiến lên lãnh đạo. Tuy nhiên, khi đề ra ý tưởng phải thận trọng. Đầu tiên, chú ý lựa chọn thời gian và địa điểm thích hợp. Nếu ý kiến của bạn muốn nêu có tác dụng giúp lãnh đạo giải quyết ngay vấn đề cấp bách hiện tại, thì đương nhiên, việc bạn nêu ý kiến ngay lập tức nhất định sẽ được đánh giá cao. Hơn nữa, khi lãnh đạo có tâm trạng tốt sẽ dễ dàng tiếp nhận ý kiến của bạn. Không chỉ vậy, việc đưa ra góp ý với lãnh đạo sẽ tốt hơn nếu không có người thứ ba ở đó, trừ khi bạn tin tưởng người đó ủng hộ ý kiến của bạn. Một điều cần lưu ý là khi góp ý nên tránh làm phiền tới công việc thường ngày của lãnh đạo. Cách thông thường sẽ là hành động trước khi có lời nói. Ví dụ, nếu bạn cho rằng lãnh đạo nên thông báo cho bộ phận sản xuất chú ý tới phản ánh của khách hàng về chất lượng sản phẩm, vậy thì trước tiên bạn nên soạn sẵn một văn bản yêu cầu. Nếu bạn hiểu rõ lãnh đạo thì khi góp ý, bạn có thể đưa ra văn bản này. Việc xin chữ ký sẽ dễ hơn nhiều so với việc yêu cầu lãnh đạo chủ động đưa ra quyết định bằng văn bản. Bình thản chấp nhận ý kiến phê bình của lãnh đạo. Trong công việc, mắc lỗi là điều khó tránh khỏi. Cũng không thể tránh khỏi việc bị lãnh đạo chê phê bình. Khi bị phê bình, chúng ta nên vui vẻ, bình thản, tiếp nhận. Như vậy mới có thể thể hiện được trách nhiệm, thái độ của mình với công việc. Ngoài ra, khi bị phê bình, chúng ta nhất định phải tuân thủ một số nguyên tắc sau. Nghiêm túc tiếp nhận phê bình. Các lãnh đạo thường không lấy phê bình người khác làm niềm vui cho mình. Khi phê bình, góp ý đều rất thận trọng. Không ai muốn gây rắc rối với người khác. Thông thường khi lãnh đạo không hài lòng hoặc trách mắng nhân viên cấp dưới đều do một số nguyên nhân. Điều này chứng tỏ lãnh đạo không vừa ý về một việc làm nào đó có liên quan đến bạn. Vì vậy, khi bị trách mắng, bạn nên nghiêm túc tiếp nhận. Bạn phải chuẩn bị tâm lý để lắng nghe lời phê bình. Nói một cách khác, khi lãnh đạo phê bình, nếu bạn không nghiêm túc tiếp nhận, không lắng nghe và không sửa đổi, thì hậu quả có thể sẽ rất tồi tệ. Bởi vì sự không tiếp nhận sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy họ không có vị trí nào trong mắt bạn. Một nhân viên khi bị lãnh đạo trách mắng nên cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, thể hiện sự tập trung chú ý. Nếu không sẽ khiến lãnh đạo nghĩ rằng bạn không nghiêm túc, không chú ý lắng nghe. Sau khi bị phê bình, nếu bạn hiểu ra lỗi sai của mình, tốt nhất nên lập tức nghĩ cách sửa sai, chân thành xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo. Nếu có cơ hội sau đó hãy thể hiện lòng biết ơn với lãnh đạo. Nếu nhân viên cấp dưới biết lắng nghe và tiếp thu, tích cực sửa chữa thì đó là chuyện lãnh đạo rất là vui. Mặc dù bạn sai, nhưng nếu biết sửa, lãnh đạo sẽ thấy rằng có thể tha thứ cho bạn. Không tranh luận, cãi lại khi bị phê bình. Có khi lãnh đạo sẽ công khai chỉ trích, phê bình cấp dưới trước mặt nhiều người. Lúc này cấp dưới sẽ khó tránh khỏi cảm giác khó chịu, đặc biệt là khi bạn cảm thấy lời chỉ trích đó vô lý, bị các đồng nghiệp chứng kiến, bạn có thể sẽ mất bình tĩnh và tranh luận. Cãi lại lời phê bình của lãnh đạo. Làm vậy, thứ bạn đổi lại được chỉ có thể là sự đồng tình của đồng nghiệp, nhưng bạn sẽ để lại ấn tượng xấu gấp nhiều lần trong mắt lãnh đạo. Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn chỉ là bạn mà thôi. Có câu nói, nhìn một giờ sóng yên gió lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Hãy coi sự trách mắng của lãnh đạo là một cơn bão. Sau khi giông bão qua đi là sự bình lặng. Bạn không bị thiệt hại gì, vậy thì tại sao không chịu nhìn một chút để tránh gây mâu thuẫn? Một nhân viên phải học cách tự kiềm chế bản thân, giải quyết mọi việc bằng lý trí, nhất là khi ở trước mặt lãnh đạo trong tình huống đó. Cho dù bạn cảm thấy rất bực bội, nhưng hãy thử nghĩ lại xem, nếu bạn cãi lại lãnh đạo, người lãnh đạo đó cũng sẽ rơi vào tình trạng bực bội tương tự. Nếu bạn có thể giữ bình tĩnh khi bị lãnh đạo phê bình hay trách mắng, có thể nói bạn là người rất lý trí. Chỉ vì cần lãnh đạo không có ý làm khó bạn,
khi bình tĩnh nhất định sẽ suy nghĩ lại và trong lòng sẽ cảm thấy áy náy. Không nên để bụng khi bị phê bình. Nếu bạn cảm thấy bất mãn hoặc khó chịu vì bị phê bình, điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa bạn với lãnh đạo. Thực tế, lời trách mắng của lãnh đạo bao hàm ý nghĩa cảnh cáo, chỉ thị và cả khuyến khích. Lời trách mắng của cấp trên còn có thể được xem là sự cổ vũ và xem trọng bạn. Khi cấp dưới bị cấp trên chê trách, nếu có thể thể hiện thái độ không phục hoặc ấm ức để bụng, thì không những không hiểu được tấm chân tình của lãnh đạo mà còn làm xấu mối quan hệ giữa hai bên. Hãy nghĩ đơn giản, việc lãnh đạo phê bình không có gì đáng ngại. Chỉ là góp ý đơn giản, bạn cũng có thể nhờ vào lời phê bình đó mà sửa đổi và hoàn thiện mình đi theo đúng đường lối của cấp trên. Nếu làm được điều này, mối quan hệ giữa bạn và lãnh đạo sẽ tốt hơn nhiều. Không nên giải thích nhiều. Khi bị lãnh đạo phê bình, tranh luận là điều không cần thiết. Nếu mục đích của bạn chỉ là để không bị phê bình nữa, thì hãy lắng nghe và tiếp thu. Là một nhân viên tốt, khi bị cấp trên chê trách, nhất định phải hiểu rõ điểm này. Lãnh đạo chỉ nhìn thấy kết quả, không muốn nghe bạn nói về quá trình đạt được điều đó. Đối với nhân viên cấp dưới, không viện lý do chính là chấp hành. Cho dù làm việc gì thì phải nhớ đến trách nhiệm của mình. Cho dù ở vị trí nào, cũng phải có trách nhiệm với công việc. Công việc là thứ phải chấp hành vô điều kiện. Đương nhiên cũng có trường hợp bạn thật sự bị oan. Lúc này bạn nên xử sự như thế nào? Nếu bạn cho rằng bản thân thực sự không cần thiết phải tiếp nhận phê bình, có thể thể hiện thái độ lấy làm tiếc, nhưng điều này hoàn toàn không giống nhận lỗi, mà chỉ là phép lịch sự cho thấy bạn là người có văn hóa và biết cảm thông, tha thứ cho người khác. Ngoài ra bạn có thể tìm cơ hội bày tỏ, nhưng phải nói đến nơi, đến chốn. Thời gian có thể chứng minh tất cả, cố gắng có thể mang lại sự thay đổi. Người nhân viên thông minh sẽ giữ được bình tĩnh, không rối trí khi bị cấp trên phê bình. Khi bị phê bình chỉ cần khéo léo giải quyết bằng lý trí, đó có thể sẽ chính là cơ hội cho bạn tiến bộ. Tỏ thái độ thành khẩn khi bị phê bình. Khi bị phê bình hoặc bị lãnh đạo chỉ ra lỗi sai, rất ít người cho rằng 100% là lỗi của mình. Ví dụ khi lãnh đạo yêu cầu bạn làm một bảng giá xuất hiện lỗi chính tả. Đây rõ ràng là lỗi của bạn, nhưng hầu hết mọi người đều tìm lý do biện minh, như do bị dục gấp quá nên tính toán bị sai. Tôi đã định kiểm tra lại rồi nhưng quản lý lại đi mất. Lẽ ra không nên để tôi làm công việc này. Lỗi sai thuộc về bản thân nhưng con người luôn đổ lỗi cho lý do khách quan. Điều này chỉ khiến bạn bị mất lòng tin và chứng tỏ bạn thiếu trách nhiệm trong công việc. Kể cả đối phương nêu ý kiến không đúng, nhưng đó là thiện ý muốn tốt cho bạn, thì cũng nên nhẫn nhịn, thành khẩn chấp nhận. Sẽ không có gì bất lợi cho một người biết nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn ngoài mặt nhưng trong lòng phản đối, điều này cũng không đúng. Hãy khống chế tâm lý muốn phản bác, thể hiện thái độ thành khẩn. Tôi rất xin lỗi hoặc tôi sẽ chú ý hơn. Điều này sẽ quyết định mối quan hệ của bạn với mọi người sau này có tốt đẹp hay không. Nếu bạn có thể thành thật xin lỗi, đối phương sẽ bỏ qua cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tỏ ra không vui hoặc phản ứng tiêu cực trước lời nhắc nhở hoặc phê bình, quan hệ giữa hai bên sẽ gặp chướng ngại. Thái độ đó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho việc phát triển sự nghiệp của bạn. Kỹ năng dành lời khen cho lãnh đạo. Dành lời khen cho lãnh đạo là một nghệ thuật đặc biệt. Thích được khen là điểm yếu lớn nhất của con người. Đối với những người làm lãnh đạo cũng vậy. Nếu bạn nắm vững nghệ thuật này và có thể dành tặng cấp trên những lời khen tế nhị không lộ liễu, thì bạn có thể rút ngắn khoảng cách và tạo cảm tình với cấp trên của mình. Ai cũng muốn nhận được sự công nhận của mọi người. Những người làm lãnh đạo cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều các lãnh đạo tính cách khác nhau sẽ thích những người có công nhận khác nhau. Thực tế, khi khen ngợi lãnh đạo chính là thể hiện sự công nhận, ủng hộ đối với người đó. Đây cũng chính là phương pháp hay nhất xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp dưới và cấp trên. Nhưng khi chúng ta khen ngợi lãnh đạo phải có kỹ năng và phương pháp. Nếu lời khen không hợp lý có thể để lại ấn tượng xấu, gây ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ giữa hai bên. Khen ngợi một người đương nhiên vì biểu hiện xuất sắc của người đó. Nhưng sự xuất sắc của mỗi người là không giống nhau. Có người có trình độ chuyên ngành, thành tích công việc ưu tú, có người lại giỏi về giao tiếp xã hội, có khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt. Chính vì vậy, khi chúng ta tặng lời khen cho lãnh đạo, phải căn cứ vào tình huống thực tế để sử dụng lời khen hợp lý. Điều này yêu cầu bạn phải nắm vững kỹ năng khen lãnh đạo. Khen có mức độ. Lãnh đạo cũng là con người, cũng có cảm xúc,
Vui khi thành công và buồn khi thất bại. Vì vậy, một lời khen hợp lý, đúng mực có thể làm tăng sự tự tin của vị lãnh đạo đó. Tuy nhiên, không thể khen quá lời một cách vô nguyên tắc. Lời khen không hợp lý có thể gây phản cảm, biến đúng đắn thành sai lầm. Bạn cũng có thể đánh mất thiện cảm ban đầu mà cấp trên dành cho bạn. Thậm chí còn bị gọi là tiểu nhân nếu khen ngợi quá khoa trương, không đúng mực. Ngôn ngữ phải chính xác. Khi dành tặng lời khen cho lãnh đạo, tốt nhất nên dẫn lời của mọi người xung quanh, rồi khéo léo đưa lời khen cá nhân của mình vào. Bài phát biểu của chủ biên một tờ báo được đăng tải, Lý, thành viên của ban biên tập đã không bỏ lỡ cơ hội dành tặng lời khen. Chủ biên, mọi người đều học tập theo bài viết của anh, chúng tôi cho rằng bài viết đó rất độc đáo, tất cả đều muốn nhờ anh chỉ dẫn thêm. Chủ biên nghe vậy cảm thấy rất vui. Khi khen ngợi lãnh đạo phải cố gắng sử dụng từ ngữ trung tính, không nên lạm dụng phó từ và tính từ. Thái độ phải chân thành, thật lòng. Nếu thường xuyên sử dụng những từ như nhất, rất thì sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy bạn khen quá lời, từ đó cho rằng bạn không thật lòng. Tổng giám đốc của một công ty thường tự mình viết diễn văn. Khi cần thư ký chuẩn bị tài liệu, trước tiên ông sẽ đưa bản thảo cho thư ký xem để tham khảo. Do đó người thư ký thường nói với lãnh đạo: lãnh đạo nào cũng như ngài thì chúng tôi thất nghiệp hết. Mọi người đều nói viết diễn văn là việc khó, nhưng với ngài thì chuyện đó thật đơn giản. Do lời khen luôn đúng mực nên lần nào giám đốc cũng vui vẻ tiếp nhận. Nếu thư ký nói ngài rất tài giỏi, những vị lãnh đạo khác không thể bằng ngài, lời khen thái quá này sẽ khó chấp nhận, cũng có thể mang lại hiệu quả không như ý muốn. Khen đúng cách, cần chú ý cách khen lãnh đạo. Có thể khen trực tiếp, cũng có thể khen gián tiếp. Khen trực tiếp chủ yếu là chỉ ra điểm mạnh cá nhân của lãnh đạo và khen ngay trước mặt. Ví dụ, lãnh đạo vừa làm xong báo cáo và chủ động hỏi xem bạn có ấn tượng gì về báo cáo đó. Khi đó bạn có thể sử dụng ngôn ngữ thích hợp khen trực tiếp với tinh thần xây dựng. Nhưng phải nhớ không dùng các từ như cũng được, tạm được. Một thành phố nọ tổ chức hội thảo du lịch. Vị lãnh đạo phụ trách ngành du lịch của thành phố đã từng có kinh nghiệm lâu năm trong công tác văn hóa giáo dục. Ông đã có bài diễn thuyết rất thu hút với ngôn ngữ hài hước. Mọi người đều công nhận vị lãnh đạo có trình độ cao, đã phản ánh đúng tình hình thực tế du lịch của thành phố. Sau khi kết thúc hội thảo, vị lãnh đạo hỏi một phóng viên: anh thấy hôm nay tôi phát biểu như thế nào? Người nghe có vẻ phản ứng gì không? Người phóng viên trả lời: hôm nay ông phát biểu rất đúng, không chỉ giới thiệu được thành phố của chúng ta tới du khách, mà còn nêu được xu hướng phát triển trong tương lai, chúng tôi đều có ấn tượng rất sâu sắc. Lời khen tỏa đáng của người phóng viên khiến vị lãnh đạo rất vui. Cách khen này có thể chấp nhận so với việc ông nói ông rất có khả năng diễn thuyết hoặc ông nói rất hay. Còn khen gián tiếp là sử dụng phương pháp lấy dẫn chứng để khen. Bạn có thể lấy ví dụ trong báo cáo của lãnh đạo, nêu lên phản ứng của mọi người sau khi nghe báo cáo để khen gián tiếp. Chọn nội dung chính xác. Khi khen lãnh đạo, cần nhắm vào điều người đó tâm đắc nhất. Nếu bạn ca ngợi những việc lãnh đạo không tâm đắc thì sẽ khó tránh khỏi sự phản cảm. Ví dụ, bạn có thể khen chính sách của lãnh đạo đã được thực tế chứng minh là hoàn toàn chính xác, hoặc khen một thành công của lãnh đạo trong thời gian gần đây. Đây chắc chắn là việc mà cấp trên của bạn rất tâm đắc, rất thích hợp để dành tặng lời khen. Một vị cục trưởng nọ rất thích lái xe, nên thường tự lái xe và thích nói về chuyện xe cộ. Một lần, Phong, lái xe của ông bị thương nên không lái được. Cục trưởng đã để Phong ngồi cạnh và tự mình lái. Lúc đó đúng vào giờ cao điểm, đường đông, nhưng cục trưởng vẫn lái xe rất chuẩn. Phong nói, cục trưởng không ngờ ông lại lái xe tốt như vậy. Đường đông mà ông lái rất khéo, còn chuyên nghiệp hơn cả cánh lái xe chúng tôi. Lời khen này khiến cục trưởng rất vui và càng quý Phong hơn. Lời khen rõ ràng là có nhiều tác dụng, nhưng nếu khen không đúng cách thì rất dễ để lại hậu quả khôn lường. Tổng giám đốc của một công ty nọ đã sử dụng nghiệp vụ và kinh nghiệm công việc của mình để viết nên cuốn sách Con đường kinh doanh. Một giám đốc đã khen, anh đi làm ở công ty đúng là một sự lựa chọn sai lầm. Nếu anh làm công việc nghiên cứu quản lý kinh tế, tôi tin anh nhất định sẽ trở thành một chuyên gia, sẽ đạt được những thành quả đột phá. Tổng giám đốc nghe lời khen của giám đốc thì không hài lòng, nói, ý của anh muốn nói tôi không thích hợp làm tổng giám đốc công ty. Thấy tổng giám đốc hiểu nhầm, vị giám đốc toát mồ hôi và liên tục giải thích, không không không, tôi không có ý như vậy, tôi muốn nói. Lúc này người thư ký bèn đỡ lời cho giám đốc, ý giám đốc muốn nói là ông rất đa tài, không chỉ có nghiệp vụ tốt trong công việc mà các lĩnh vực khác đều xuất sắc. Tóm lại, khen ngợi cấp trên cần phải đúng mực, lời khen thỏa đáng có thể khiến cấp trên cảm thấy mình ưu tú. Như vậy không chỉ có thể làm cho người đó vui vẻ chấp nhận lời khen mà còn khiến người đó nhớ tới bạn. Biết cách ăn nói khéo léo để được tăng lương.
Giả sử bạn muốn được thăng chức, tăng lương, nếu như chỉ biết chờ đợi một cách bị động mà không nói thì khó thành hiện thực. Điều này yêu cầu bạn phải tích cực, chủ động nêu yêu cầu với lãnh đạo. Tuy nhiên, đối với đa số người trẻ tuổi, yêu cầu lãnh đạo tăng lương là một việc vô cùng khó nói. Hầu hết đều lo lắng sẽ bị từ chối và sẽ không thuận lợi trong công việc về sau. Thực tế, nếu yêu cầu tăng lương với lãnh đạo không hề khó như chúng ta nghĩ. Chỉ cần bạn cho rằng việc tăng lương là hợp lý, thì bạn có thể nói ra. Thế nhưng phải chú ý cách nói, ngôn ngữ nói phải nhẹ nhàng, thận trọng. Tốt nhất nên khéo léo sử dụng các kỹ năng, truyền đạt ý kiến đến lãnh đạo. Cho dù có bị từ chối đi chăng nữa, thì sẽ không khiến hai bên rơi vào tình trạng bối rối, ảnh hưởng đến công việc về sau. Lan là nhân viên hành chính của một công ty, cô làm việc ở đây đã được 4 năm rồi, thế nhưng mức lương lại không hợp lý. Vì vậy cô muốn lãnh đạo tăng lương cho mình. Một buổi sáng, nhân cơ hội giám đốc đang đọc báo một mình trong văn phòng, cô gõ cửa đi vào. Thưa giám đốc, tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết ngài có thể đáp ứng cho tôi hay không? Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói với giám đốc. Yêu cầu gì cô nói đi. Tôi bây giờ không phải là nhân viên mới nữa, do yêu cầu cuộc sống nên tôi chịu áp lực kinh tế tương đối nặng nề. Ông xem có thể tăng lương cho tôi hay không? Nhưng cô chưa quen nghiệp vụ lắm, tôi nghĩ điều này không hợp lý. Giám đốc miễn cưỡng nói, rất rõ ràng đây chỉ là lý do thoái thác của giám đốc. Một người làm việc đã 4 năm ở một công ty sao có thể nói chưa quen nghiệp vụ? Lan không thay đổi sắc mặt, chỉ mỉm cười trả lời câu hỏi của giám đốc. Thưa giám đốc, nghiệp vụ tôi có thể dần làm quen. Nếu ông đồng ý với yêu cầu của tôi sẽ rất trân trọng và sẽ không khiến ông thất vọng. Nghe Lan nói như vậy, giám đốc có vẻ nhẹ nhõm đi nhiều. Ông nói, cô hy vọng tăng lương lên bao nhiêu? Lương của tôi bây giờ là 5 triệu đồng. Ông thấy 6 triệu đồng có hợp lý không ạ? Ông yên tâm, tôi nhất định không khiến ông thất vọng. Lan rất tự tin trả lời giám đốc. Vì giám đốc nghĩ một lát rồi nói, vậy cô cứ thử đi, để tôi có thể thấy thành tích công việc của cô. Lan vui vẻ trả lời, cảm ơn giám đốc đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông. 2 tháng sau, Lan đã có được mức lương như mong muốn. Hãy sử dụng ngữ khí thương lượng để yêu cầu. Lãnh đạo sẽ lắng nghe và hỏi về những vấn đề bạn gặp phải trong công việc. Chỉ cần bạn làm việc tốt, bạn sẽ có cơ hội được tăng lương. Đối với những người trẻ tuổi mới đi làm hoặc đã đi làm được vài năm, phải dám nêu yêu cầu tăng lương với lãnh đạo, phải dám nói vì lợi ích của mình. Nói chung, trừ khi thành tích công việc của bạn quá xuất sắc, nếu không, lãnh đạo sẽ không bao giờ chủ động tăng lương cho bạn. Có những lúc, lợi ích của bản thân phải do tự bản thân của chúng ta giành lấy. Khi nêu yêu cầu tăng lương với lãnh đạo, bạn phải sử dụng ngữ khí nhẹ nhàng, mỉm cười và đưa ra lý do. Sau đó nhẹ nhàng nêu yêu cầu, khi được lãnh đạo tăng lương, bạn phải chọn đúng thời cơ. Tốt nhất là khi đối phương đang vui vẻ và có thời gian rỗi. Lúc này khả năng yêu cầu của bạn được chấp nhận là rất cao. Muốn được tăng lương, điều cơ bản nhất là bạn phải có thực lực. Lãnh đạo thường đánh giá năng lực, thái độ và phẩm chất thông qua biểu hiện của cấp dưới. Nếu bạn công tác tốt, có thành tích xuất sắc, khi muốn tăng lương, hãy thể hiện điều đó cho lãnh đạo biết. Bạn có thể liệt kê những điều mình đã làm trong vòng 1 năm rồi đưa cho lãnh đạo. Sau đó nêu yêu cầu với thái độ thành khẩn và cầu thị. Chỉ cần lãnh đạo thấy hợp lý, vấn đề tăng lương của bạn sẽ được cân nhắc. Khéo léo nói không với cấp trên. Trong công việc, khi lãnh đạo đưa ra những yêu cầu không hợp lý, bạn phải cân nhắc kỹ, xem liệu mình có đảm nhận được hay không, có thể hoàn thành không. Hãy suy xét dựa trên các yếu tố khách quan, mức độ khó dễ của vấn đề và năng lực của bản thân. Nếu cho rằng mình không thể chấp nhận, hãy lựa chọn cách nói thích hợp để từ chối. Nhất định phải học cách nói không với lãnh đạo. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện đơn giản. Phải vận dụng khéo léo các kỹ năng để tránh đối đầu trực tiếp với cấp trên. Vậy phải làm thế nào để lãnh đạo cấp trên không tức giận sau khi nghe bạn nói không? Sắp tới hội diễn nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty, cấp trên quyết định giao 2 vai diễn chính cho Ly ở phòng quảng cáo và Mạnh ở phòng hành chính. 2 người này đều là hạt nhân văn nghệ, đã từng tham gia rất là nhiều hoạt động của công ty. Sự sắp xếp này đương nhiên rất hợp lý, thế nhưng có một việc mà trong công ty không ai biết, đó là Ly và Mạnh đã từng có thời gian yêu nhau. Để chứng tỏ sự chung thủy, Ly đã nói việc sắp xếp diễn kịch của công ty cho chồng chưa cưới biết. Không ngờ chồng chưa cưới của cô không những không chịu hiểu mà còn tranh cãi với cô, yêu cầu cô không được tiếp xúc với Mạnh. Ly không muốn chồng chưa cưới giận, nhưng cũng không thể nói sự thật với lãnh đạo. Sau khi cân nhắc, Ly đã tìm đến cấp trên. Nhìn thấy cấp trên đang bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn, Ly vừa giúp đỡ vừa nói chuyện, thấy lãnh đạo vui, cô bèn đi vào chủ đề chính. Thưa giám đốc, anh biết đấy, tôi rất thích văn nghệ, anh tin tưởng tôi như vậy, trong lòng tôi rất vui và cảm động. Nhưng tôi và Mạnh
đóng vai vợ chồng như vậy tôi thấy không thích hợp lắm. Liệu anh có thể giữ anh ấy và tìm nữ diễn viên khác hay không? Tôi và Mạnh có thể cùng diễn vai khác, nhưng như vậy anh lại mất công chọn vợ khác. Cuối cùng, Ly còn tinh nghịch nói với giám đốc. Giám đốc à, tôi và bạn trai sắp kết hôn rồi. Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ để dành kẹo cưới cho anh. Lời Ly nói rất thành thật. Giám đốc cũng là người linh hoạt nên đã nhanh chóng hiểu hàm ý trong lời nói đó. Anh bật cười và vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Ly. Ly đã giải quyết được chuyện này rất tốt tại chốn công sở. Khi cấp trên đưa ra một yêu cầu mà một lý do nào đó, bạn phải từ chối. Tuyệt đối không nên ngay lập tức tỏ thái độ không chấp nhận. Trước tiên, hãy cảm ơn lãnh đạo đã tin tưởng bạn, thể hiện rằng bạn sẵn sàng, vui vẻ cống hiến. Tuy nhiên, sau đó, hãy nói rõ khó khăn của mình để khéo léo từ chối. Như vậy, hai bên đều có thể chấp nhận mà không gây ra tình trạng căng thẳng. Một ngày, giám đốc công ty chỉ vào tập tài liệu khoảng 30 đến 40 trang và nói với người thư ký mới vào công ty chưa lâu. Mai, tối nay cô hãy đánh máy tập tài liệu này. Mai nghe thấy vậy, nhìn tập tài liệu, mặt biến sắc và nói. Nhiều thế này làm sao tôi đánh nổi? Không nổi ư, vậy để tôi giao cho cô công việc nhẹ nhàng hơn nhé. Vì giám đốc rất giận, và Mai cũng được một kinh nghiệm nhớ đời. Việc Mai bị trách mắng thật là đáng tiếc. Tuy nhiên đây là kết quả đương nhiên do thái độ của Mai. Cô đã trực tiếp từ chối yêu cầu của lãnh đạo, khiến lãnh đạo cảm thấy cô đang chống đối, không phục tùng sự sắp xếp, coi nhẹ cấp trên. Vì thế bị trách mắng là điều khó tránh khỏi. Nếu như lúc đó Mai lập tức lấy tập tài liệu và đánh máy ngay, khoảng 1 đến 2 tiếng sau, giao phần đã đánh xong cho giám đốc xem rồi nhẹ nhàng nêu khó khăn của mình. Như vậy giám đốc nhất định sẽ hài lòng về biểu hiện của cô. Điều này không chỉ giúp giữ sự uy nghiêm của cấp trên mà còn khiến cấp trên ý thức được rằng yêu cầu của mình không hợp lý và đồng ý kéo dài thời gian để không làm khó cho cấp dưới. Trong công việc, khi nhận được yêu cầu của cấp trên mà bạn chắc chắn thực lực của mình không đáp ứng nổi và buộc lòng phải từ chối thì tuyệt đối không được thể hiện ngay. Trước tiên hãy cảm ơn sự tin tưởng của cấp trên, thể hiện rằng việc nhận nhiệm vụ khiến bạn rất vui và sẵn sàng cống hiến hết sức. Sau khi đã đồng ý rồi thì bạn hãy nói về những khó khăn của bản thân. Khéo léo từ chối để hai bên đều có thể chấp nhận và không gây căng thẳng. Đương nhiên khi chúng ta tiếp nhận những yêu cầu quá khó khăn từ lãnh đạo cấp trên hoặc nhận được nhiệm vụ mà bản thân không thể hoàn thành, chúng ta nhất định phải học cách từ chối. Từ chối lãnh đạo là một nghệ thuật, nhất định phải chú ý những điểm sau. Lý do phải chính đáng. Đầu tiên, phải nói rõ bạn coi trọng công việc được giao và rất muốn được tiếp nhận. Sau đó, hãy thể hiện sự tiếc nuối của bạn. Nói rõ cụ thể tại sao bạn không thể chấp nhận. Ví dụ, tôi đang có kế hoạch phải thực hiện trong vòng 2 ngày. Lý do chính đáng, thái độ thành thật, nhất định sẽ nhận được sự thông cảm. Không thể từ chối thẳng thừng. Cho dù bạn có lý do chính đáng đến đâu, nhưng nếu lãnh đạo vẫn kiên quyết chọn bạn, lúc này bạn không thể từ chối thẳng thừng. Nếu không, lãnh đạo sẽ cho rằng bạn đang thoái thác, nghi ngờ khả năng và mất lòng tin đối với bạn. Bạn sẽ vô tình bị mất đi nhiều cơ hội sau này. Phương pháp nêu ý kiến chu toàn. Nếu lãnh đạo vẫn kiên quyết giao công việc cho bạn, lúc này bạn phải suy nghĩ kỹ. Đừng cố gắng chỉ vì lời từ chối không được chấp nhận. Bạn có thể cùng ngồi xuống thảo luận kế hoạch với lãnh đạo. Hoặc nói, nếu đã như vậy, thì chờ thêm một hôm nữa, khi công việc giãn bớt tôi sẽ bắt đầu làm, ông thấy có được không? Bạn cũng có thể đề cử một người có năng lực làm thay mình, đồng thời khẳng định sẽ đóng góp ý kiến hỗ trợ người đó. Như vậy, bạn sẽ nhận được sự thông cảm và lòng tin từ cấp trên. Cuộc sống và công việc của bạn về sau sẽ không gặp bất lợi. Nói chung, việc từ chối yêu cầu của lãnh đạo có thể sẽ gây ra kết quả không tốt, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi mới đi làm. Cho dù bạn từ chối công việc, là việc công hay là việc riêng, thì đều cần phải có dũng khí. Mặc dù nói không với lãnh đạo, không phải là chuyện khiến người đó vui, nhưng nếu có thể nắm vững kỹ năng khéo léo, nói không, bạn sẽ có thể từ chối, mà như không bị từ chối, thái độ thành thật của bạn chắc chắn sẽ nhận được sự thông cảm.